đẹp hơn, cho nên mình mới hướng ra bên ngoài đi tìm đối tượng là khác, có thể là khác. Còn nếu một người họ thấy rõ mọi thứ đã ok rồi, đã tốt lắm rồi, thì có điều là do cái ảo tưởng của mình nó che lấp, mình không có sống được với cái tốt đó, cho nên mình mới trở về, mình mới khám phá được những cái bất thiện đang diễn ra nơi mình đó, đó là cái thực đang có nơi mình đó, và mình thấy rõ được cái thực đó nó đang tổn hại, nó đang tàn phá mình, và mình thấm thía rằng sự xuất hiện của nó cứ như thế mà tàn phá, và mình thấy rõ được cái điều đó thông qua tuệ tri thì sao, bất thiện pháp tự động giảm chứ đâu cần làm gì. Cho nên cái niệm xứ là chỉ có thấy, chứ có đâu cần làm gì đâu, chỉ cần thấy thôi, không cần nỗ lực gì đó. Đó, và chỉ cần trở về với cái gì, thân thọ tâm pháp, tuệ tri thân thọ tâm pháp thôi. Thân đang đi thì biết thân đang đi vậy thôi, thọ như thế nào thì biết như vậy thôi, tuệ trí đó. Đó là lý do tại sao mà tất thể là chính mình chứ không phải là ai khác. Cho nên dù một cái người họ giác ngộ chẳng phải từ một lời dạy của một vị thầy mà họ giác ngộ, mà họ thấy cái sự thật nơi họ mà họ giác ngộ, chứ không phải họ từ cái lời dạy của ai mà họ giác ngộ. Nếu từ lời dạy của ai đó mà họ giác ngộ thì họ chỉ mới hiểu vấn đề trên lý thuyết, trên ngôn ngữ thôi, còn chính họ phải trải nghiệm trên cái thực của chính họ để họ giác ngộ, và họ giải thoát là ngay trên chính mình, chứ không phải là giải thoát nhờ người khác đó, hay là từ một lời dạy của một ai đó. Cho nên trở về với chính mình thì mới giác ngộ giải thoát được, còn hướng ra bên ngoài tìm kiếm là vĩnh viễn bị trói buộc chứ chẳng có thể giải thoát được, vì đâu có ai trói mình đâu mà mình đòi giác ngộ giải thoát, tự mình trói mình chứ có ai trói mình đâu. Mà tự mình trói mình thì mình phải trở về để mình thấy mình đang trói mình tự mình hành mình hành người khác, cho nên mình không làm được cơ hết. Đó, đó chính là cái khách thể, lý do tại sao khách thể là chính mình. À, thì hiểu được không? Hiểu. Nó có cái khuynh hướng thứ hai, cái khuynh hướng này rất là phổ biến trong cái sự tu tập. Khuynh hướng thứ hai, nếu xét trên có cái hoạt động thì thông thường cái chủ thể thường là cái hành giả. Hành giả này có thể là hành thiền hay là hành cái gì đó, thì đủ thứ pháp môn ở trên đó. Ở đây này mình sẽ thấy nè, không một cái phương tiện là một pháp môn nào đó, thì cái người tu này nè, thông thường là họ cố gắng nỗ lực cái tu à, để tác động vào chính mình, và cái động cơ họ tu đó là thoát khổ và tìm kiếm cái sự an lạc à, đó là cái mục đích đó. Động cơ là thoát khổ và mục đích là tìm kiếm sự an lạc, và phương tiện là thông qua một cái pháp môn nào đó à, và hoạt động cụ thể là gì? Họ tu học bản gì? Bằng kinh nghiệm của người khác, thông qua luận kinh luật luận, thì mình học những thứ đó rồi cũng toàn là tưởng tri và thức tri của nó là gì, đúng không? Rồi mình làm theo, là thao tác thực hành theo, đúng chưa? Cố gắng nỗ lực bằng một pháp môn, phải không? Thông qua kiến thức, thông qua kinh nghiệm, thông qua kinh luật luận để tu học và làm theo cái điều đó để mong cầu là giác ngộ giải thoát. Cái sản phẩm cuối cùng là mong muốn giác ngộ giải thoát. Một khi mà đã cố gắng nỗ lực rồi á, thì mình chỉ có thể biến mình từ phiên bản này thành một phiên bản khác thôi. Điều đó có nghĩa là nó chỉ có thể biến từ cái ngã chưa hoàn hảo thành cái ngã hoàn hảo, chứ nó không bao giờ thấy được cái sự thật là vô ngã được. À, một khi đã cố gắng nỗ lực, mà ai cố gắng nỗ lực? Cố gắng nguồn nỗ lực để làm gì? Còn giác ngộ giải thoát ở đâu cần phải cố gắng nỗ lực. Cho nên đó, cái sơ đồ này á, nó khá là phổ biến trong cái hoạt động tu học á. Và nếu mình không có thấy rõ được cái điều đó thì coi chừng á, là mình đang tu học trên cái tưởng tri và cái thức tri, và mình thực hành làm theo thôi, và mình đang cố gắng nỗ lực thực hành theo cái pháp môn đó để mình thoát cái khổ hiện tại, để mình tìm kiếm một cái an lạc nào đó trong cái tương lai, và mình cho rằng cái đó chính là giác ngộ giải thoát, thì cái này không bị mệt ra.
Cho nên ai mà đi theo cái hướng này thì suy nghĩ cái sơ đồ cấu trúc hoạt động tổ hợp đó, nó có vấn đề. Nó có vấn đề ở chỗ là gì? Nó chỉ có hoàn thiện cái nhãn thôi chứ nó không giác ngộ giải thoát đâu. Cho nên cái giác ngộ giải thoát trong trường hợp này nó cũng chỉ là ảo tưởng chứ không phải sự thật, mình không có. Đó. Ngay cái chỗ mà với cái thực tại của chính mình là mình khổ, mà mình không chấp nhận cái khổ, mình không khám phá cái khổ, mình không hiểu cái khổ đó từ gốc từ đâu, mình muốn thoát ra khỏi nó, đó bản chất của nó, đó là một sự trói buộc. Muốn thoát khổ đó là tâm sân rồi, đúng không? Thoát khỏi thực tại đó là tâm sân rồi, và mong cầu một cái tốt đẹp và an trú trong cái tốt đẹp đó là tâm tham rồi. Như vậy thoát khổ tìm an lạc là tham với sân, cho nên nỗ lực đó là si. Tham sân si mà lại tìm mong giác ngộ giải thoát, phải nấu mong nấu cát thành cơm, mà nấu gì làm gì ra được. Cho nên cái sơ đồ cấu trúc hoạt động tu tập này rất phổ biến, nhưng mà nó chỉ có thể hoàn thiện cái ngã, và nó biến từ cái phiên bản ngã này thành phiên bản ngã hoàn hảo hơn, chẳng thể giác ngộ giải thoát được. Thực ra đó là một sự trói buộc, trói buộc còn nặng nề hơn, nhưng mà người ta cho rằng đó toàn là có cái tốt hơn đó. Thì đó là cái mà cũng là chính mình, thách thể là chính mình, nhưng mà cái khuynh hướng là cố gắng nỗ lực, còn cái khuynh hướng thực sự của tu tập là trở về để thấy thôi, để thấy sự thật là mình thôi, nó có sẵn hết rồi, chẳng cần phải tìm gì hết đó. Đó thì đó là một số vị hỏi về sơ đồ của thầy, thì thầy 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 nói cái sơ đồ đó rồi. 20 năm, 20 năm đi đủ đường, tìm đủ pháp môn, nỗ lực kiệt sức và chưa chưa điên là may, rồi mới hiểu được rằng là thực ra mấy cái thứ đó là không giải quyết được chuyện gì, chỉ khổ hơn và tự hành hạ mình nhiều hơn. Mình cứ tưởng mình là mình siêng tu, mình tu dữ lắm là tốt, hóa ra là mình hành mình mấy chục năm trời. Đó là cho nên hai cái khuynh hướng mà hướng ngoại tìm cầu, cố gắng nỗ lực để đạt được, đó là cái mà nó chỉ có thể thay đổi từ cái ngã này thành cái ngã khác, từ phiên bản này thành phiên bản khác thôi. Và nhiều khi á, chính bản thân mình á, mình không chấp nhận được cái thực nên mình đâu. Tại vì mình nói rằng nó xấu á, nó bất thiện, nó phạm giới, nhưng mà chẳng phải từ từ phạm giới rồi mới không phạm sao, đúng không? Có hai loại: một giới là điều học, hai là giới là điều cấm. Một giới là điều cấm thì mình luôn luôn đè cái bất thiện xuống và không cho cái bất thiện hoạt động để giữ cái giới đó, là giữ cái thiện, đúng chưa? Thì đó là giới là điều cấm. Như vậy chẳng phải là mình từ bỏ cái bất thiện và an trú trong cái thiện ra, bị kẹt ngay cái thiện đó luôn. Mà những người mà bị kẹt trong cái thiện á thì lại luôn cho rằng mình tốt hơn mấy đứa bất thiện và không thích mấy cái đứa bất thiện, và cho rằng mình rất là ngon, nhưng mà thật ra mình chỉ là một cái phiên bản hoàn hảo của cái ngã thôi. Cái ngã kia là cái ngã bất thiện, còn cái ngã này là cái ngã thiện thôi. Mình đâu hơn gì nó, mình tệ hơn nó nữa. Mình tưởng mình tốt, hóa ra là gì, nó bất thiện nên nó khổ, mà người ta đập vô mặt nó cho nên là nó giác ngộ. Còn mình thiện thì mình ảo tưởng mình ngon rồi á, cho nên mình tưởng mình ngon rồi cho nên mình ghét nó, chứ nó bất thiện, hóa ra cái tâm mình cũng tham sân si, nhưng mà tham sân si với một hình tướng khác thôi, chứ nó đâu khác gì nhau đâu. Cho nên việc bất thiện khi nó còn có cơ hội giải thoát nhanh, chứ thiện còn ảo tưởng còn dính, còn sân si rồi còn có buộc còn hơi bị lâu á, chứ chắc là ổn nè. Đó, cho nên á, nhiều khi á mình không thấy rõ được cái điều đó, chứ là mình cứ giữ cái điều, giữ điều tốt thôi, nhưng mà rõ ràng mình giữ đó, mình ăn trốn, mình mắc kẹt cái đó thì làm sao thoát được. Đó là cái giới, mà giới là giới cấm á. Còn thứ hai là giới là điều học, thực ra nó chỉ là một cái điều để mà mình trải nghiệm, để mình thấy được sự thật của nó thôi. Bây giờ nói dối đó, không nói dối thì bây giờ mỗi lần nói dối mình thấy mình nói dối làm sao, thấy nó lo lắng, nó sợ hãi, nó bất an, nó sợ bị phát hiện, nó hồi hộp, nó toát mồ hôi, nó đủ thứ hết, nó mất ngủ. Và chính vì sự trải nghiệm đó cho nên người ta thấm thía rằng nói dối
làm cho mình rất là khổ và làm người khác cũng khổ. Cho nên dần dần chính vì nó thấy rõ điều đó cho nên cái giới nó dễ giảm dần, nó sống với sự thật, nó không có giới nữa. Đó chính là giới, là điều, là cái điều để mình trải nghiệm và khám phá, để mình thấy được cái sự thật đó và mình sống với nó một cách tự nhiên. Thì lúc đó cái nói dối đó nó mới gọi là thực sự là không có bị cáo buộc bởi cái thiện, nhưng vẫn không phải bản chất của nó là tự nhiên, chứ không phải cố gắng giữ thấm thía rồi tao có đè nén cái gì để cố lấy cái gì đó. Cho nên nếu mà mình không hiểu được cái bản chất đó là mình cứ mình cố gắng mình đè cái thực của mình, cái thực bất thiện của mình, mà mình cố gắng mình thực hành cái thiện đó, mình sẽ ra không tham giới được. Nếu cứ lòng vòng đó thôi thảm thiện. Cái đó là cái mà mình nói thêm để mình thấy được rằng là gì, chỉ cần mình vẽ cái sơ đồ này lên thôi là mình thấy mình biết mình đang làm cái gì á, mình đang đi đâu á. Nhiều khi mình cứ tưởng rằng mình tu cả đời, nhưng mà thật ra một đời đó mình hành mình một đời đó, chứ không phải mình tu hành gì đó. Mình hành mình một đời mà mình không biết luôn, hành nhiều người hành đến bệnh luôn á. Hành bệnh mình hành không nói mà bệnh người ta hành đấy. Mình hành nói mà bị người ta hành, nữa hành cả đời luôn mà không giác ngộ được gì trơn. Rồi mình cứ hợp lý hóa, cứ giải thích hợp lý mà tu nhiều đời một kiếp mà, chứ đâu phải một đời đó, mà cứ như thế mà hành từ hết kiếp này đến kiếp khác. Thực ra giác ngộ ngay đây thôi, đâu cần phải bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đó. Giác ngộ không là ngay bây giờ. Cho nên Đức Phật cũng bao giờ ngày nói cái ảo tưởng mà ngày hứa hẹn cái gì hết trơn, trở về với cái thực tại, trở về cái sự thật thấy thôi đó. Trở về với thực tại đó, ngay ở bây giờ thôi, chứ không ngay ở đây và bây giờ, mà không có thời gian, không có cái thời gian để bắt đầu à bây giờ tôi sẽ cố gắng nỗ lực đến 3 năm nữa tôi giác ngộ. Không có, giác ngộ không là ngay đây, chứ không có 3 năm nữa, 5 năm nữa hay là bao nhiêu đời nữa. Đang săn mà thấy rõ mình đang săn á, thấy rõ mình đang săn, thấy được săn tăng giảm, săn mất đi và thấy được rõ ràng là tại vì mình muốn theo ý mình muốn theo ý mình mà nó không theo, cho nên mình dẫn đến này không thấy rõ được cái sân dễ giác ngộ tại đó nữa. Còn gì nó sẽ đợi đi bao nhiêu năm nữa. Cho nên nếu mà để có cái thời gian để mà đạt đến như vậy thì có nghĩa cái điều đó là nó không đúng rồi đó. Các của Đức Phật nói phi thời gian, không có hứa hẹn và không có cái đích nào để cố gắng nỗ lực để đạt đến. Vì nếu có cái đích để cố gắng nỗ lực đạt đến thì đó chính là phiên bản hoàn hảo hơn của ngã. Đó chính là sự nỗ lực rèn luyện cố gắng thôi, mà cái đó không phải là vô ngã. Cho nên nhiều khi đi lạc đường đó. Thì đó là cái mà nói thêm cái sơ đồ thông qua cái sơ đồ đó. Rồi thì nói rõ ràng tí để quý vị suy nghĩ thôi, còn lại là chuyện của mỗi người mà. Chứ đâu có thể nào mà mình thuyết phục hay là mình thay đổi gì không được, không bao giờ mình thay đổi được ai hết. Mình chỉ có thể nói về cái sự thật thôi. Còn khi mà bản thân mỗi người cần cảm nhận để mình thấy được cái sự thật đó. Đó, vậy thôi. Rồi vậy là xong sơ đồ của thầy ha. Và cái sơ đồ mà chung mà thầy thấy bao nhiêu năm thầy trải nghiệm, thầy thấy cái sơ đồ chung mà thầy đã từng đi về là thầy nói sự thật đó, rồi cái sự thay đổi đó, rồi vậy là xong rồi đó hả? Còn ai thắc mắc gì nữa không? Coi vậy cái sơ đồ đó hay lắm á. Thật ra tất cả những cái sản phẩm mà mình để lại từ ngôn từ, từ cái hành vi, cái cách sử dụng ngôn ngữ, mọi thứ nó đều lưu dấu ấn của cái trình độ tâm của mình hết. Sự trói buộc ít hay nhiều nó nằm ở cái dấu vết mình để lại tâm trí của mình thông qua các cái sản phẩm của mình. Thì chỉ cần mình vẽ cái sơ đồ lên cái mình thấy à, mình viết một bài thơ mình kể cái mình thấy à. Đó. Cho nên nhiều khi mình á không thiếu gì hết á,
Trên lập luận mình có đủ hết trơn, chỉ có điều mình tu lộn đường. Thay vì mình thấy sự thật là vô ngã thì mình lại đi cố gắng hoàn thiện cái ngã, đi ngược hướng thôi. Đi ngược hướng thôi, cho nên mình là có đệ tử Phật nhưng mình toàn tu theo Bà La Môn không. Khi đó nó hơi đụng chạm ngộ ngộ vậy. Mình thiếu gì trời á, chỉ có điều là mình thầy Phật chỉ mình đi này mình đi ngược lại đằng kia. Thầy đi lộn 20 năm. Đó. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục ha, qua phần khác. Trong cái hoạt động thì Đức Phật này có nói đến cái một cái vấn đề là bốn cái yếu tố để thành tựu trong cái công việc đó, trong hoạt động đó là tứ nhị túc. Muốn thành tựu trong bất kỳ một công việc gì thì đầu tiên là phải có dục nhị túc, là cái muốn phát khởi cái ý muốn làm. Nhưng mà cái ý muốn này là phát khởi trên cái thực chứ không phải là trên đạo ảo tưởng. Với một người có đủ khả năng tài chính mua một căn nhà thì cái chuyện họ muốn mua một căn nhà, cái gọi là cái dục nhị túc của họ nó không có vấn đề gì, mà không đúng gì, không phù hợp hết. Nhưng mà đối với một người mà thật sự hiện giờ không có tiền gì hết mà cứ muốn mua một căn nhà không có gì cả mà cứ muốn mua một căn nhà thì đương nhiên là cái dục nhị túc nó không thể nào mà nó thành tựu được cơ. Cho nên cái ý muốn làm này á, nó phải phát khởi trên cái thực của người đó, thì lúc đó cái dục nhị túc nó mới đúng. Cái thứ hai là cần như ý túc, khi làm một việc gì thì cần phải kiên trì làm, phát khởi ý muốn làm. Cho nên bản thân mình hiểu mình làm một cái việc mà mình không muốn làm á, thì mình làm nản, mình thường mình rất là nản, mà mình muốn bỏ, làm dễ bỏ ngang. Cho nên khi phát khởi cái ý muốn làm trên cái thực, trên cái khả năng của mình á, trên cái thực tế của mình á, và mình kiên trì mình làm, và khi làm thì chú tâm mình làm, và chú tâm đó chính là tâm nghiêm túc. Và cái thứ tư đó là biết rõ cái việc mình đang làm, mình đang làm và mình đang làm cái gì, và thông tin cụ thể của cái hoạt động đó, của cái đối tượng đó, của cái vấn đề đó. Thì như vậy chỉ cần bốn yếu tố này thì nó sẽ có cái sự thành tựu trong công việc thôi. Cho nên thầy mới biết bốn câu tương ứng với cái này Đức Phật trong tứ nghiêm túc. Khởi đầu từ ý muốn, bất kỳ một cái việc gì khi mình làm cũng khởi đầu từ cái ý muốn làm đó. Nhưng mà cái ý muốn này phải là căn cứ trên cái thực. Khi làm cần kiên trì, quyết tâm, lìa do dự, đó chính là tâm nhĩ túc, là chú tâm á. Biết rõ thì khó gì, mình biết rõ cái thông tin, biết rõ cái đối tượng, cái nội dung của cái việc mình đang làm thì nó sẽ không khó. Và đó chính là bốn yếu tố để có cái sự thành tựu trong cái công việc, dù bất cứ là một cái công việc nào cũng vậy. Thì đó chính là cái nói về cái hoạt động. Đức Phật này cũng đã nói được vấn đề này rồi, chứ không phải là không. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần thứ hai, đó là cái phần giao tiếp. Thầy nói luôn cho đến là thầy quên, hôm nay á mình sẽ học liên tục, không có dễ nào, mình sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ. Thầy có cái việc cần xử lý, cho nên 4 giờ hôm nay mình sẽ nghỉ sớm một tí, hôm sau mình sẽ điều thiện và mình sẽ học liên tiếp luôn ha. Trong cái khái niệm về giao tiếp á, thì mình xem trong tài liệu ha, cái này chỉ là ngôn ngữ thôi, mình chỉ xem cái tài liệu nó có rồi, nó không quan trọng. Nhưng cái chính trong cái phần giao tiếp này á, là mình cần phải nắm những cái kiến thức cũng như là những cái tư tưởng trong cái quá trình, để qua trong cái quá trình giao tiếp mình có thể hiểu hơn về chính mình và hiểu người khác hơn, để là mình có cái cách tương tác tiếp xúc cho nó phù hợp. Nhưng cái đó mới là cái mà mình hướng đến. Cho nên cái phần khái niệm này mình đọc trong cái tài liệu, mình nói về cái chức năng của giao tiếp một tí. Thứ nhất đó là cái chức năng thông tin hai chiều. Thông thường mình tương tác giao tiếp với người khác thì mình sẽ từ cái ý tưởng của mình sẽ mã hóa, tức là mình sẽ diễn đạt thành cái ngôn ngữ và mình phát đi, mình gửi đi, thì cái người nhận á, họ giải mã và họ hiểu cái thông tin mà mình phát đi đó.
Đó là cái chức năng thông tin hai chiều, là chiều thứ nhất. Chiều thứ hai là gì? Cái người nhận, họ nhận xong rồi họ phản hồi lại cho cái người gửi, để cái người gửi họ xác nhận rằng là những gì mà cái người nhận họ nhận có đúng với lại cái ý tưởng mà cái người gửi họ gửi hay không. Đó, đó là chiều ngược lại. Như vậy cái quá trình được gọi là gửi thông tin tác động đến đối tượng cần phải có sự hồi đáp, hay nói cách khác đó là cái phản hồi, để cái người gửi có thể biết được những gì mà mình gửi thì người nhận có nhận chính xác hay không. Tại sao? Cái hiểu cái giải mã của người nhận có thể sai sót. Tại vì sao? Tại vì bản thân cái người gửi thông tin á, gửi thông tin đi, thì thông tin mà họ gửi đi á thì là do cái ý chủ quan của họ. Nhưng mà đến khi người nhận á thì không phải người ta nhận tất cả những gì mà người kia gửi một cách trung thực, mà cái người nhận á họ bị chi phối bởi cái đã biết của chính họ, và họ dùng cái đó để họ hiểu và họ giải mã cái thông tin kia. Cho nên cái họ hiểu coi chừng là họ tự suy luận ra trên cái thông tin mà người kia gửi, ý tưởng của người kia gửi. Mà bây giờ tương tác hai chiều nha, là có phản hồi. Rồi bây giờ quý vị nghĩ thử coi, kinh luật luận là hai mươi mấy thế kỷ, là ý tưởng đó đã được mã hóa. Rồi bây giờ mình nhận, mình có phản hồi được không? Không. Nếu mình không phản hồi được thì cái gì chắc chắn mà mình có thể tin tưởng rằng mình nhận đúng chính xác những ý tưởng mà người gửi muốn gửi, là Đức Phật muốn gửi? Nếu như mà mình không có phản hồi và chẳng có người nào xác nhận cho mình, thì chẳng phải là mình nhận rồi mình tự suy luận, rồi mình tự hiểu, tự giải mã, rồi mình bị chi phối bởi những cái tư tưởng của mình hoặc là tư tưởng của một ai đó, xong đó rồi bắt đầu mình thực hành, mình làm theo mà mình không biết là làm theo cái đó nó có đúng sự thật hay không, thì có phải chết không? Rồi bây giờ làm sao giải quyết cái vụ này? Đó. Trong khi đâu phải là cái người gửi này á, là họ mã hóa, họ gửi trực tiếp đâu. Họ mã hóa thành ngôn ngữ. Mà cái người mã hóa thành ngôn ngữ, cái trình độ tâm của họ khác. Rồi cái đến cái thời cái người đời sau á, tiếp nhận để mà học thuộc cái ngôn ngữ đó đó, nó chính xác hay không là một cái giai đoạn. Đó. Rồi xong rồi sau đến cái đoạn cái người dịch á, họ có dịch thực sự trung thật không, và cái trình độ của người dịch nó có bằng với lại cái người mà gửi, hoặc là cái người mà họ mã hóa lại không. Rồi nó chuyển thể qua ngôn ngữ, qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Như vậy mình thấy cái người nhận được thông tin mà giải mã, mỗi người giải mã một kiểu, cho nên mỗi người hiểu một kiểu, và tất cả những cái giải mã và cái hiểu đó bị chi phối bởi cái chủ quan của người nhận, mà không có cách để mà phản hồi lại cho cái người gửi. Vì phản hồi sao? Phản hồi cho ai? Cho nên chỉ có một cách thôi, là trải nghiệm trên chính mình thôi, hay nói cách khác là tự mình chứng nghiệm thôi, tự mình thực chứng thôi. Chỉ tự mình thực chứng thôi, cho nên không có phản hồi được. Chắc chắn là trong trường hợp này không có phản hồi gì được hết. Mà cái phản hồi đó, đó là cái phản hồi của chính mình luôn. Thực nghiệm, tự trải nghiệm trên chính mình luôn. Và cái phản hồi đó là ngay trên cái phản ứng của thân tâm mình luôn. Cho nên mình cần phải biến cái ngôn ngữ đó, biến cái ý tưởng đó, mình cần phải thấy cái ý tưởng đó nó xuất hiện ngay trên cái cơ thể và tâm trí của mình, và hệ quả của nó người ta gọi là, Đức Phật gọi là gì? Tự mình chứng nghiệm, hay còn gọi là thực chứng. Thì lúc đó mình mới có thể là gì? Nhận được cái thông tin chính xác nhất từ người gửi. Cho nên cơ chế phản hồi trong trường hợp này nó đến từ thân tâm của mình. Đương nhiên nếu mà đúng pháp thì nó sẽ càng ngày càng đoạn giảm và ít dần sự trói buộc và không trói buộc. Còn nếu như mà vẫn còn sự trói buộc và trói buộc hơn,
thì coi chừng lộ rồi đó, nhầm rồi đó. Như vậy phản hồi đó nó có sẵn trong mình luôn á, chứ không cần phải nhận cái phản hồi là từ một cái khách thể hay từ một cái đối tượng người gửi nữa. À, mà trong trường hợp đó thì chẳng có ai lừa được nhau đâu, không có ai lừa được ai đâu, dễ gì. Có nghe theo ai đâu mà lừa, bị lừa. Chỉ trải nghiệm và thấy cái sự thật ngay trên con người của mình luôn. Đó. Và những gì không phải là sự thật thì vứt nó đi. Đó. Đó, thì đó là cái thông tin hai chiều, chức năng thông tin hai chiều. Và trong trường hợp của mình, nếu mình tu học thì chủ thể và khách thể đều là người gửi và người nhận luôn, là chính mình luôn. Rồi, đó là cái thông tin hai chiều. Để mình hiểu được lý do tại sao, cũng một vấn đề nhưng mà biết bao nhiêu cái tư tưởng, biết bao nhiêu cách hiểu, rồi biết bao nhiêu cái cách thực hành, rồi cuối cùng nó mang nhập với nhau trơn, rồi riết mình không biết đi làm gì luôn, nhiều quá không biết đi làm gì hết. Được. Mình loạn hết, mình rối hết. Thầy nói khi mà thầy đọc cái bài kinh tứ niệm xứ không, thầy thấy sao nó khó hiểu dữ. Thầy đi đọc mấy bài luận nghiên để mình luận giải về cái bài kinh tứ niệm xứ, thầy đọc chục bài thầy thấy chục bài nó không có liên quan gì nhau hết. Bắt đầu thầy ngồi thử thử từng bài, thử từng kiểu luôn, coi cái nào nó đúng. Đó. Làm hết, cho nên cái trò gì thầy cũng chơi hết rồi, hầu hết là thầy trải nghiệm được, chơi nhiều trò lắm rồi, đủ đủ trò luôn, cho nên thầy mới phát hiện ra cái nào đúng cái nào đúng. Mà cái phản hồi đó là cái thân tâm mình đó, vì đúng là nên nó cực kỳ nhẹ. À, đúng là coi như là nó giảm dần rõ ràng lắm. Cho nên cẩn thận ha. Cẩn thận chứ không, nhiều khi mình tưởng tượng cái gì cũng tốt à, chưa chắc đâu à. Chức năng thứ hai đó là chức năng tổ chức, điều khiển, điều phối, phối hợp hành động. Nó cũng là một cái chức năng của giao tiếp, à, chức năng giao tiếp thông qua cái tương tác, à, giao tiếp với người khác thì cái mình có thể phát huy được cái việc tổ chức, cái việc điều khiển và phối hợp với các cái thành viên, với các đối tượng khác, gọi là sống trong cái cộng đồng á, sống trong chúng á, mình sẽ có thể biết được, học được cái cách tổ chức, cái cách điều khiển và cái phối hợp giữa các cái thành viên, giữa các cái đối tượng mà mình làm việc với nhau. Đó. Thì thông qua cái giao tiếp mình mới có thể có được cái chức năng đó. Chức năng thứ ba là chức năng điều khiển và điều chỉnh hành vi. Đây cũng là một trong những cái chức năng mà thông qua giao tiếp là mình sẽ tự điều chỉnh cái hành vi của mình, à, tự điều chỉnh hành vi của mình, à, điều chỉnh hành vi của bản thân. Như vậy thì nó có hai cái cách thay đổi, có hai cách thay đổi. Cách thay đổi thứ nhất, đó, đối với một cái người chuyển đổi từ cái hành vi chưa tốt thành hành vi tốt hơn, thì nó bắt đầu từ các cái bước đầu tiên, đó là họ chưa nhận thức được cái vấn đề, cho nên họ vẫn cứ tiếp tục, họ tiếp tục suy nghĩ và hành động như thế là họ chưa nhận thức được cái vấn đề. Đó. Và đến cái bước thứ hai, đó là họ nhận thức được cái vấn đề là nó bất ổn rồi, và cái hành vi mong đợi của họ là cái gì, họ muốn hướng đến cái gì, đó, hành vi tốt đẹp hơn đó là gì. Đến cái bước thứ ba, đó là chuẩn bị những hành động để thay đổi, à, chuẩn bị bắt đầu hành động để thay đổi. Đến cái bước thứ tư là hành động để thay đổi. Cái hành động này nó không nằm ngoài cái được gọi là nỗ lực phấn đấu rèn luyện để trở thành một cái khác. Đây chính là cái sự thay đổi hành vi theo kiểu thứ nhất, và cuối cùng là duy trì hành vi mới, giải tỏa các cái khó khăn, tập những duy trì hành vi mới. Như vậy sự thay đổi các cái bước chuyển biến trong chuyển đổi hành vi ở cái tâm lý học hiện đại bây giờ, bản chất của nó đó là sự cố gắng nỗ lực để rèn luyện, để tập nhiễm hành vi mới và ức chế hành vi cũ. Xét cho cùng thì cái hành vi cũ, những ý nghĩ cũ nó được đẩy sâu trong cái vô thức và nó giữ lại đó thôi, chứ nó không có thay đổi gì trong cái gốc, nó không có thay đổi, nó chỉ thay đổi cái bề mặt bên ngoài thôi. Tuy nhiên cái sự thay đổi trên bề mặt đó thì chỉ khi nào mình có ý thức
mình kiểm soát nó thì nó mới được như vậy. Còn khi mà hãy mà mình lơ là, mình không có ý thức là cái vô thức nó hoạt động, thì lúc đó là sao? Cái cũ nó còn lên, nó lại chi phối đúng cho đời sống, cái hành vi cũ nó, à, cái ý nghĩa cũ nó là vận hành đó. Thì đó là cái gọi là cái sự thay đổi. Cho nên mình mới thấy có nhiều người đó, làm biết, làm biết và muốn hết làm biết. Cho nên sao, ban đầu thì chưa nhận thức được cái vấn đề làm biết, cho nên cứ làm biến nữa, nó tốt mà. Đến khi mà thấy làm biến, nhận thức được làm biến không tốt rồi, là mong đợi là mình bớt làm biến thôi, làm siêu hơn. À, rồi bắt đầu sao? Chuẩn bị việc này việc kia, làm việc này làm việc kia để mình làm siêu hơn. Rồi mình cứ duy trì cái việc làm siêu đó, à, tập nhiễm cái hành vi đó và tìm cách để khắc phục những cái khó khăn, những cái cản trở của cái việc làm siêu. À, để mà cái đó gọi là cố gắng nỗ lực rèn luyện để làm siêu. Như vậy cái có phải mình đang thay đổi cái hành vi bề ngoài không? Chỉ thay đổi hành vi bề ngoài thôi. Cho nên là làm siêu được thời gian à? À, có điều kiện là làm biến liền. À, có điều kiện là làm biến ngay lập tức liền. Như vậy cái sự thay đổi nó nằm ở bên trong cái tâm á, chứ không phải là nó thay đổi bằng hành vi. Sự thay đổi thực sự nằm ở cái tâm của mình á. À, cho nên á, cái cách cái gọi là cái sự thay đổi theo cái gọi là cái khuynh hướng thứ hai, đó chính là trở về với cái làm biến đó. Mỗi lần làm biến là biết mình đang làm biến. À, nhiều người không chấp nhận cái làm biến của mình, à, không chấp nhận cái làm biến của mình, không chấp nhận chính mình làm biến, bắt mình phải siêng lên. À, nhưng mà thật ra là gì? Mình bắt mình phải siêng lên chỉ là cái hành vi thôi, là mình biến mình trở thành một cái tốt hơn thôi, còn cái chưa tốt kia nó vẫn còn nguyên. À, như vậy nếu mà mình trở về mình thấy rõ cái làm biến, mỗi lần làm biến mình đều biết hết, à, và thấy rõ được cái hệ quả của cái làm biến, mình thấm thía được làm biến nó sẽ như thế nào, mình thấy rõ được cái sự sinh diệt của cái làm biến nó mỗi lần nó xuất hiện, thì cái làm biến nó dần dần nó giảm dần giảm dần giảm dần, thì tự động cái làm siêng nó tăng lên, chẳng cần phải bắt mình làm siêng đâu. Chỉ khi nào mà mình thấy rõ, mình thấm thía, mình mới từ bỏ, mình giảm, mình mới từ bỏ. Còn khi mình đã không thấy rõ, mình không thấm thía, thì mình chỉ thay đổi trên bề mặt của cái hành vi thôi, còn cái gốc bên trong không thay đổi. À, cho nên không bao giờ từ bỏ đâu, có cơ hội là trỗi lên nè. À, thì đó chính là cái chức năng điều khiển, điều chỉnh hành vi trong giao tiếp. À, thì đó là hai cái cách thay đổi. À, hai cái cách thay đổi trong cái hành vi của chính mình. À, cứ thử đi sẽ thấy, cứ thử đi sẽ thấy, thử theo từng cách. Chức năng tiếp theo đó là chức năng xúc cảm. Chức năng xúc cảm thông qua tương tác giao tiếp mà cái xúc cảm của mình nó được bày tỏ. Mình vui, mình có thể chia sẻ, mình có thể nói chuyện với người khác, mình có cái việc lắng nghe của người khác có thể giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. À, thì cái đó là cái chức năng xúc cảm trong cái quá trình mà mình giao tiếp. À, nhưng mà có một điều á mà đôi khi mình không có để ý, cái đây là mình nói trong đời sống thông thường, cũng như là thông qua giao tiếp và ngay cả mình cũng vậy luôn. Mình có con người mình nói chuyện, khi mình buồn mình vui thì đương nhiên mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên là không lẽ là mình mỗi lần buồn mình lại cứ đi tìm để nói chuyện sao? Rồi mình nghĩ mình nói chuyện xong rồi mình bớt buồn, rồi mình không nghĩ là mình nói xong cái người kia ôm cái đống buồn của mình, họ không bỏ sao, họ không thấy phiền, không phiền họ sao? Đó, cho nên nhiều người ngộ lắm, họ chỉ suy nghĩ, họ biết cho bản thân họ thôi, cho nên là mỗi lần họ buồn là họ cứ đi tìm người sổ, tìm người nói chuyện, nói cho đã thôi. Sao là bớt buồn là thấy vui vẻ cuộc đời trở lại, cứ vậy đó, giống người khác giống như cái sọt rác hay là cứ là tìm cách nó lâu lâu đi đổ rác một lần vậy đó. Cứ lâu lâu đổ rác, lâu lâu cứ rên rỉ, nhưng mà không thấy rằng cái đó nó họ đang bất ổn, mà họ đang làm cho người khác bất ổn hơn đó. Cho nên nhiều khi mình cái xúc cảm của mình đó thông qua cái tương tác giao tiếp nó bị ảnh hưởng, chắc chắn là nó bị ảnh hưởng chứ không phải là không ảnh hưởng. Mình thấy mình cần một cái người mà họ cân bằng, mà họ tích cực cách mình sẽ khác. Còn khi mình gặp một cái người mà rất là tiêu cực, mình sẽ thấy là cái, nếu mà mình thực sự là mình không có trí tuệ thì mình dễ bị ảnh hưởng bởi cái tiêu cực đó, chứ không phải là không bị ảnh hưởng đâu, bởi cái xúc cảm họ bộc lộ trong quá trình tương tác giao tiếp với mình.
đó. Nhưng mà thật ra mọi thứ cái xúc cảm nào, cái buồn nào thì nó cũng kết thúc, có xong rồi nó cũng kết thúc, chẳng có nó thể nào nó kéo dài vĩnh viễn được, không có cái gì kéo dài vĩnh viễn hết trơn, tận cùng của cái buồn là hết buồn thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà người ta lại không thấy được cái nguyên lý là tận cùng của cái buồn là hết buồn, mà họ cứ tìm cách gạt bỏ cái buồn đó đi á, thì sao cho nó hết buồn vui lên đó. Cho nên thông qua giao tiếp mình cũng có thể bày tỏ được cái cảm xúc của mình, giải tỏa được cảm xúc của mình và có thể mình tích cực hơn. Tuy nhiên nếu trên đứng trên cái bình diện gọi là thực tế thì mình cũng phải cần phải nhìn nhận rằng là gì, mình cũng cần phải xem xét về những cái bày tỏ xúc cảm của mình để nó có tác động tiêu cực đến cái người kia hay không, và bản thân mình có thể tự chuyển hóa nó được, tại sao là mình lại tác động đến người kia đó. Thì đó là cái mà gọi là chức năng của xúc cảm, cũng là một trong những cái chức năng của giao tiếp. Tuy nhiên đối với cái người gọi là cái người tốt quá, thì thay vì mình tác động vào người khác để mà mình có thể tốt hơn, thì chẳng phải là mình có thể khám phá được chính mình rồi mình tốt hơn người, đâu có cần phải tác động người khác đó. Thì cái đó là chức năng xúc cảm. Chức năng thứ sáu là chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau. Không, chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau. Thì trong cái chức năng này á, thì mình nói về cái gọi là cái thuyết phân tích giao dịch tâm lý của Eric Partners, một trong những cái thuyết tâm lý nói về cái tương tác giao tiếp của con người. Thì theo cái thuyết này họ nói rằng là gì? Có bốn vị thế giao tiếp. Cái vị thế thứ nhất đó là I'm okay. Vị thứ nhất là I'm not okay, you are okay. Ok, you are ok. Tức là bản thân mình cảm thấy không có thoải mái, bản thân mình cảm thấy bị thiệt thòi, bản thân mình cảm thấy bị tổn thương, nhưng mà mình phải chịu đựng á. Cái vị thế phải chịu đựng trong cái tương tác giao tiếp với người khác. Thì cái vị thế này lâu dần mình sẽ rất là mệt mỏi và kiệt sức, mình sẽ chán nản và mình sẽ từ bỏ, và kéo dài cái điều này nó chỉ làm cho mình khổ thôi. Đó là cái vị thế thứ nhất. Vị thế thứ hai là I'm okay, you are okay. Vị thế này là cái vị thế lành mạnh, một cái mối quan hệ nó duy trì được, nó thiết lập và duy trì được là nó được duy trì trên cái vị thế I'm okay, you are okay. Mình thiết lập một cái mối quan hệ, một cái không gian nào đó, mình cần phải xem xét bản thân mình, điều chỉnh bản thân mình để hài hòa với người kia và người kia cũng vậy. Như vậy cái chức năng gọi là tự điều chỉnh để mà hài hòa với đối phương, đó là cái cách để mà nó có thể duy trì được cái mối quan hệ đó, cái tương giao đó. Không ai phải chịu được ai hết. Và lợi ích cho mình và lợi ích cho người, cho nên cái mối quan hệ nó được duy trì, cái tương giao được duy trì là bởi cái I'm okay và okay. Cho nên nhiều người á, họ cứ thắc mắc là tại sao là mình không thiết lập và duy trì được mối quan hệ, vì họ không thể giữ nó ở cái vị thế I'm okay, you're okay, mà họ luôn nằm trong ba vị thế còn lại. Vị thế thứ ba, I'm not okay, you are okay. I'm not okay, you are not okay. Vị thế thứ ba, đây là cái vị thế mà mối quan hệ này càng kết thúc càng nhanh càng tốt. Sự kéo dài mối quan hệ này chỉ có thể làm cho mình đau khổ và người khác đau khổ. Vì vậy nó để làm gì? Đây là cái vị trí mà không có liên lại lợi ích gì cả cho cả hai. Và cái thứ tư là I'm okay. I'm okay, you are not okay. Đó là vị trí mà mình chỉ biết cho bản thân mình thôi, còn người khác mình không quan tâm, mình làm tổn thương người khác mình chỉ biết bản thân mình thôi. Thì cái người mà lúc nãy mà thầy nói mà chỉ có gọi là bị xả cái cảm xúc mình ra, bị sổ cho người khác thôi chứ không quan tâm người khác như thế nào đó, thì họ chỉ cần I'm okay là được ạ. Còn cái you are not okay kệ dung không. Thì trong trường hợp này cái người kia họ phải chịu đựng, biết ở mai chơi với mình hết, biết mai chơi với mình hết. Tại vì sao? Vì mình không có khả năng điều chỉnh mình để hài hòa với người kia. Như vậy mình sẽ thấy là có bốn cái vị thế trong cái việc thiết lập tương giao hay là một cái mối quan hệ.
À. Cái tương giao nó khác với lại cái mối quan hệ ở chỗ đó. Trong cái tương giao á thì mình lại không có trói buộc đối phương, mình không có ràng buộc đối phương và mình cũng không có ràng buộc mình trong đối phương, và mình cũng không có bắt đối phương phải như thế nào hết, thì nó là rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Cho nên thường người ta buồn là buồn bản thân, buồn người thân, chứ người ta đâu có buồn người dưới, những cái người mà gọi là giao tiếp thông thường thôi, xã giao thôi, thì người ta đâu có, người ta đâu có buồn. À đó, thì cái thiết lập cái đó là nó là tương giao. À, tương giao à, ai sao kệ họ, họ có quyền làm cái gì họ muốn, mình có quyền làm cái gì mình muốn đó, thì cái đó nó nằm trên việc thế là tương giao, không có sự tác dụng lẫn nhau, à không có việc ràng buộc lẫn nhau gì hết. Còn một khi mà mình thiết lập mối quan hệ thì đương nhiên chắc chắn nó có sự ràng buộc, mình muốn người ta như thế này, mình muốn người ta như thế kia, rồi người ta cũng muốn mình như thế này, muốn mình như thế kia đó. Trong các mối quan hệ thì nó sẽ có sự ràng buộc, còn tương giao thì nó sẽ không có sự ràng buộc đó. Thì trong cái tương tác giao tiếp, trong cái học thuyết phân tích gọi là tương giao này nè, phân tích giao dịch này nè, thì nếu mà một người mà họ biết điều chỉnh bản thân mình để hài hòa với đối phương, và đối phương cũng biết được điều chỉnh bản thân họ để hài hòa với mình, như vậy thì mối quan hệ và cái tương giao đó nó sẽ được duy trì lâu dài hơn. Đó là cái chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau, à, nhận thức đánh giá lẫn nhau, điều chỉnh hành vi của bản thân để hài hòa với đối phương. Đúng không? Thì cái đó là cái chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau. Như vậy mình coi thì trong các mối quan hệ của mình, các cái tương giao của mình á, nó đang nằm ở cái nào? Nếu mà nó nằm ở cái này, à, cái âm nó ok you are ok, hoặc là cái âm ok you are not ok, thì cái đó trước sau gì đó là có nghĩa là mối quan hệ này là mối quan hệ đang hành hạ nhau á, à, đang làm tổn thương nhau á, một người phải chịu đựng. Còn nếu như mà là I'm not okay, you are not okay, thì mối quan hệ này có nghĩa là gì? Kết thúc sớm là càng khỏe à, lợi mình lợi người á, kết thúc sớm là lợi mình lợi người luôn á. Và chỉ có cái I'm okay, you are cái tương giao này thì mới duy trì được và mới mới phát triển và nó kéo dài được. Đó. Như vậy thì một khi mà mình hiểu được cái tương giao hay mối quan hệ của mình nó đang ở vị thế nào để mình có thể điều chỉnh lại, không? Mình nhận thức được được điều đó, mình đánh giá được đối phương, thì mình mới điều chỉnh cái hành vi của mình, à, cái nhận thức và cái hành vi của mình sao cho nó tương thích, nó phù hợp với đối phương. À. Rồi thì đó là cái chức năng thì sao? Bây giờ trong cái chức năng này mình nói cái vấn đề thứ hai. Mình nói cái vấn đề thứ hai đó là ba trạng thái cái tôi, ba trạng thái cái tôi trong mỗi con người. Trong con người mình á, nó tồn tại ba dạng cái tôi. Cái dạng cái tôi thứ nhất là cái tôi cha mẹ ra lệnh, áp đặt, giáo điều, nên không nên, được không được, nó có chức năng phán xét quy định. À. Đó là cái tôi cha mẹ. Cái tôi thứ hai, cái trạng thái cái tôi thứ hai là cái tôi của người trưởng thành. Cái tôi của người trưởng thành biết hợp tác, chia sẻ, thương lượng, đàm phán, đồng thuận và đi đến thống nhất, hành xử như người trưởng thành. Cái tôi thứ ba là cái tôi trẻ con, đòi hỏi, nũng nịu, vòi vĩnh, à, nhõng nhẽo đó. Trong con người của mình đó, nó luôn có cái sự vận hành giữa ba cái trạng thái cái tôi này. Tuy nhiên với những cái vị mà họ đã không còn sự ràng buộc thì nó đương nhiên nó không còn cái này, không còn cái này. Với một cái người mà nó thoát khỏi ba cái gọi là ba cái tôi này thì họ chỉ sống với cái thực, trên cái thực đó mà họ điều chỉnh bản thân mình và họ xử lý cho nó phù hợp thôi. Họ thích ứng, họ điều chỉnh cho nó phù hợp với cái thực đó, chứ họ không có thể hiện ra cái khía cạnh nào của cái tôi này hết. Nhưng mà với một người thông thường á thì mình sẽ thấy trong cái con người của mình mà cái con người ra lệnh, áp đặt, giáo điều á, nên không nên này kia, đó là cái tôi cha mẹ. À.
hai cái gì cũng vậy, cứ như thế mà nó thay phiên nhau, nó vận hành trong cái con người của mình á. Nhưng mà nó sẽ ổn hay không ổn như thế nào trong trường hợp mình sẽ thấy nè. Ví dụ có những đứa trẻ nó là cha mẹ với con cái, nhưng mà đứa trẻ nó là có cái tôi cha mẹ, mà trong khi cha mẹ là cuối cùng là đứng như vị thế giống như con cái chứ không phải là cha mẹ. À, mình thấy ví dụ nè, bà mẹ đút cho đứa con ăn, như vậy là bà mẹ đang muốn đứa con ăn và ép đứa con nó ăn, à, ép đứa con nó ăn thì đứa con á nó không ăn, không, nó không ăn và nó nói bây giờ nó phát tín hiệu là bây giờ nếu mà đút nữa là nó ói vợ, à, nó ói vợ, bà mẹ không dám đút nữa. Như vậy mình thấy rõ ràng cái vị thế giữa bà mẹ và đứa con là bà mẹ là cái vị thế là cha mẹ và đứa con là vị thế thấp hơn. Nhưng mà đứa trẻ trong trường hợp này á, mà nó đang có cái tôi cha mẹ, nó đang phản ứng lại. À, như vậy thì có thể hai người á, mà mình sẽ thấy là gì, nếu như hai người tồn tại với cái tôi cha mẹ để mà tương tác giao tiếp với nhau thì mình thấy sao, cãi nhau suốt đúng không? Sở dĩ mà người ta cãi nhau, người ta mâu thuẫn nhau là vì người ta làm cha mẹ của nhau, chứ có phải người ta là người trưởng thành đâu, đúng chưa? Làm cha mẹ của người khác không à, à và ai cũng làm cha mẹ của người khác cho nên sao, cãi nhau mâu thuẫn nhau. Vậy mình coi thử mình làm cha mẹ người ta nhiều hơn là mình làm người trưởng thành nhiều hơn hay là mình làm một đứa trẻ nhỏ. À, cho nên một người khi mà họ 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 tỉnh thức được là họ đang như thế nào đó, thì họ mới biết được rằng là họ cần phải hành xử như thế nào cho nó phù hợp. À, và còn một người giác ngộ thì đương nhiên là họ không còn, lúc đó nó không còn cái tôi cha mẹ hay là cái tôi cái người trưởng thành cái tôi trẻ con, mà là tùy vào trường hợp tình huống hoàn cảnh mà sẽ có cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp trên cái thực tế đó thôi, chứ họ không bị trói buộc bằng cái tôi nào cả, mà họ chẳng dùng cái tôi nào cả để giao tiếp. Đó. Và đương nhiên hai người dùng cái tôi của người trưởng thành để giao tế với nhau thì đương nhiên nó nhẹ nhàng hơn, cái mối quan hệ đó nó nhẹ nhàng, cái tương giao nó nhẹ nhàng thoải mái hơn, vì họ biết tôn trọng chấp nhận lẫn nhau, biết đàm phán, biết thương lượng, biết chia sẻ và biết điều chỉnh, à, cư xử như hai người trưởng thành. Như vậy thì cái chính là gì, mình cần phải tự ý thức được là mình đang có cái tôi nào đang hiện diện trong con người của mình, à, mà nó có phù hợp với cái bối cảnh đó hay không. Đương nhiên trong trường hợp mình đang giáo dục đứa trẻ, mà trong trường hợp đứa trẻ đó nó cần phải được tác động theo hướng là khuôn khổ, đưa vào khuôn khổ nền ép, thì đương nhiên cái việc sử dụng cái tôi cha mẹ là phù hợp. À, chỉ có những ông bố bà mẹ đi dạy con mà cứ cần ấn dạy mà cứ dự giỡn mỗi đùa nó thật chứ dạy mà nó đùa, thì cuối cùng đứa trẻ nó không có linh hồn, nó không có vô phần cái khuôn khổ được. Cho nên không phải cái tôi cha mẹ là nó xấu hết đâu, trong những trường hợp cần thiết thì cái tôi cha mẹ nó vẫn phát huy được cái vai trò của nó, và nó giúp người ta có thể điều chỉnh được hành vi. Cái chính là mình cần phải tự ý thức được rằng là mình đang ở cái vị thế nào, và mình cần sử dụng cái tôi nào trong tương tác trực tiếp. Sau khi mình khi gọi là giác ngộ giải thoát thì mình cần phải tự ý thức được những gì đang diễn ra nơi mình, của mình tự nhận thức được điều đó, cho nên mình điều chỉnh cái hành vi, cái suy nghĩ và cái hành động của mình cho nó phù hợp với cái thực tế đó. À, đó là cái ba cái trạng thái cái tôi trong tương tác giao tiếp với người khác, thì mình phải tự nhận thức và đánh giá cái thực của mình đang có là cái gì. Cái chức năng tiếp theo mà cũng là chức năng thứ sáu á, nhưng mà nó là một cái học thuyết khác. Cái học thuyết này người ta gọi là cái cửa sổ Johari. Trong cái cửa sổ Johari này á, nó trình bày con người của mình thành bốn cái phần, bốn cái phần. Cái phần thứ nhất, cái ô thứ nhất, bốn cái ô của cửa sổ á, nó cửa sổ có bốn ô. Cái ô thứ nhất đó là
cái phần mở của mình biết rõ về mình và người khác cũng biết rõ những điều đó ở mình. Phần này là phần mở, cho nên phần này phần công khai mà, cho nên mình biết rõ mình có và người khác cũng biết mình có cái điều đó. Đó là ô thứ nhất. Ô thứ hai đó là gì? Mình biết mình có nhưng mà người khác không biết. Cô biết cô ẩn, cô ẩn ha, có nghĩa là gì? Mình che giấu đi những cái thật của mình mà người khác không biết, những bí mật đó. Cô này chỉ có mình biết thôi, người khác không biết. Như vậy trong con người của mình có phần là gì? Phần là người khác biết rõ về mình và mình cũng biết mình có gì đó, và có những phần bí mật của mình chỉ có mình mới biết chứ người khác không có biết. Đó là phần thứ hai trong con người của mình. Cái phần thứ ba trong con người của mình đó là gì? Mình không biết mình có mà người khác biết. Mình không biết, không ý thức được mình đang có cái điều đó, nhưng người khác lại biết, lại thấy mình đang có. Như vậy rõ ràng trong cái tương tác giao tiếp, khi mình tương tác giao tiếp với người khác cũng có một cái tác dụng cực kỳ tốt, đó là giúp mình thay đổi mình, chứ không phải là giao tiếp với người khác mà nó không tốt, mà nhờ giao tiếp với người khác mới thấy rõ mình hơn. Ví dụ một người họ nói dạ này tôi ít xăng lắm, thì đúng, thì không có ai làm chọc cho mình xăng thì mình đâu có xăng. Ít muốn biết ít xăng hay không á là phải để đứa khác nó chọc lên mình biết, thì mình mới kết luận là mình xăng giảm. Chứ giờ không ai đụng cho mình hết thì đâu có xăng đâu, mà đúng là ít xăng rồi. Cho nên nhờ cái tương tác giao tiếp với người khác á, nó mới cho mình thấy rõ mình hơn nữa. Cho nên cái phần trong tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm á, là trở về với chính mình để thấy cái thật bên mình. Còn cái quán pháp là trong cái tương tác giao tiếp đó, với ngoại cảnh tiếp tục thấy rõ mình hơn nữa đó, là cái phần đó nó thuộc quán pháp. Như vậy thì nhờ cái tương tác giao tiếp với ngoại cảnh, với các đối tượng mà mình càng ngày mình càng thấy rõ mình hơn đó. Và lúc đó mình mới thấy được cái sự thật của mình. Cho nên mình thấy mình không chưa đủ mà mình còn phải trong tương tác với giao tiếp, trong cái vận hành với người khác, thì mình sẽ thấy mình tiếp tục thay đổi mình nữa. Thì lúc đó mình thấy là cái sự cáo buộc hay không cáo buộc nó rõ ràng lắm đó. Như vậy nhờ tương tác giao tiếp với người khác mà khả năng mình nhận thức và đánh giá mình tốt hơn, thay đổi mình hơn đó. Và cái phần thứ tư đó là cái ô đóng, có nghĩa là gì? Mình không biết mình có và người khác cũng biết luôn. Phần này là phần mù luôn, không biết gì hết. Cái đó nó thuộc về cái phần vô thức, nó thuộc về vô thức. Và chỉ khi nào á, cái ô một này nè, ô một này nó mở càng nhiều thì cái ô đóng này nó càng ngày nó càng hẹp lại. Cho nên một người á, họ như thế nào á thì họ sống như vậy, được chưa? Họ như thế nào họ sống như vậy. Họ có cái gì họ biết cái đó, họ chấp nhận cái đó và họ sống như vậy, thì họ ít bí mật, không có lo lắng, không có sợ hãi lộ bí mật, hay là không có bất an, có mất ngủ gì trơn á. Thì ô mở này nó rộng, càng rộng thì sao, họ càng thấy rõ về họ, và tất cả những cái vô thức của họ nó đều nhận được đủ thứ quá hết, nó sinh gì hết mà nó chỉ là đơn thuần là các thông tin thôi. Cho nên tâm trí của họ rất là nhẹ nhàng thư thái, họ mới đối gì không có bất an, không có lo lắng, không có sợ hãi gì cơ. Còn cái người mà càng bí mật càng nhiều là sống không tin thật của chính mình, không chấp nhận chính mình, luôn luôn có cái bí mật, là người nào người lúc nào cũng bất an, lo lắng, sợ hãi. Thì cái ô ba và ô bốn này nó càng ngày nó càng nhiều. Vì sao? Vì che giấu mà. Và đẩy sâu vào trong vô thức, là ô thứ tư. Cho nên đâu phải một người tự nhiên họ bị tâm bệnh. Đâu phải tự nhiên bị tâm bệnh đâu. Thì đó là cái học thuyết cơ sở Johari, là cái nó nói đến cái bốn cái phần trong một con người, trong cái một con người. Và có những phần mình đã công khai cho người ta biết, có những phần mình che giấu, mình bí mật riêng, mình sợ người khác phát hiện, cho nên mình không có muốn chia sẻ, mình không muốn người ta biết. Và có những cái phần mà mình cảm thấy về bên đó mà nhờ người khác chỉ cho mình thấy. Cho nên cần phải tương tác giao tiếp với người khác
do cái phản hồi của người khác. Mình càng ngày mình thấy rõ mình hơn, mình nhận thức về chính mình tốt hơn. Và cuối cùng là gì? Là trong con người của mình rất nhiều thứ nằm ở vô thức, vẫn đang tác động đến chính mình. Và chỉ khi nào mà mình thấy rõ chính mình, mình biết rõ những gì đang diễn ra nơi mình, ô một càng mở thì ô bốn tự động giảm dần diện tích của nó. Cho nên mình thấy cái tỷ lệ giữa bốn cái cửa sổ này trong một con người không giống nhau. Ô một càng rộng bao nhiêu thì ô bốn càng nhỏ bao nhiêu. Và một người giải thoát, giác ngộ giải thoát thì dường như cái ô một này nó hoàn toàn, nó chỉ còn một cái ô thôi, nó còn một ô thôi, lại có ô một đó thôi, không dễ giấu gì nữa. Rồi đó là chức năng, cái học thuyết thứ ba trong cái chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau. Như vậy mình chỉ cần phải khám phá những cái và trải nghiệm những cái học thuyết đó trong đời sống để mình thấy trong quá trình tương tác giao tiếp thực sự là một cái điều cần thiết để gì, để mình thấy rõ mình hơn và tiếp tục điều chỉnh cái suy nghĩ và hành động của chính mình. Thì trong cái phần này á, Đức Phật có nói đến một cái vấn đề là tứ duyên pháp, là cái mà nó liên quan đến cái gọi là cái sự thu phục nhân tâm á. Một đó là bố thí, buông bỏ về vật chất, gọi là buông xả về tâm trí, thì không dính mắc về tâm, nó thuộc về buông xả, còn cái buông bỏ thì nó thuộc về vật chất, thì cái đó nó thuộc về bố thí. Cái thứ hai đó là lời, nói lời dễ nghe, ái ngữ. Thứ ba là lợi hành, làm những việc lợi ích cho mình và cho người. Và thứ tư là sự sống hòa hợp. Bốn yếu tố này là bốn yếu tố nó thu phục được nhân thanh tâm. Đây là một trong những cách giao tiếp mà là được mọi người á, nhẹ nhàng thoải mái trong quá trình giao tiếp và dễ gọi là được lòng người khi giao tiếp. Thầy viết lại bài đó là trợ giúp khi người cần, đó chính là bố thí. Lời an ngữ không xong, an ngữ mà không xong, chứ an ngữ mà xong nhiều khi trong xong mà ngoài an ngữ không có tác dụng được. Làm những việc lợi ích, làm lại mình lại người, sống hòa hợp với nhau, có đồng sự. Cho nên nhiều khi mình thấy ai đọc cái cuốn Đắc Nhân Tâm của ông Kenji là mình thấy như là gì đó. Cái mà được làm người của người khác, của phương tư, của tác giả là giống như là gì? Mình phải ức chế chính mình, phải chịu đựng để làm hài lòng người khác. Cái đó là được là người, nhưng mà tổn hại mình. Nếu mà mình được, mình muốn theo ý mình thì là tổn hại người. Còn nếu như mình không có cái mà được gọi là tướng giúp pháp này thì là mình lẫn được. Thì cái này Đức Phật đã có nói đến cái vấn đề này, còn cái vấn đề giao tiếp đó. Đó mình liên hệ thôi đó. Chức năng gián điệp và phát triển nhân cách thông qua cái giao tiếp mà mình sẽ học được rất là nhiều thứ, điều chỉnh suy nghĩ, điều chỉnh cái hành động, cái hành vi của mình và hoàn thiện bản thân mình càng ngày càng hoàn thiện, thấy rõ mình và thấy rõ mình trong các tương tác giao tiếp. Và nhờ cái phản hồi từ các cái đối tượng mà mình giao tiếp, mình càng ngày càng hoàn thiện với con người của mình hơn. Thì đó là chức năng giáo dục và phát triển nhân cách. Rồi về phân loại giao tiếp thì mình đọc thêm trong cái tài liệu ha. Những phần còn lại giữa mối quan hệ và tạm giao tiếp, mình sẽ
đọc thêm các tài liệu. Rồi bây giờ trong cái phần trong cái bài hoạt động và giao tiếp này, có ai thắc mắc muốn hỏi gì xin mời. Nãy có một vị đi sơ đồ nãy sao mà có một vị muốn hỏi sau đó không thấy gì. Vậy nào mà thắc mắc cái gì muốn hỏi gì thì xin mời trong cái bài này nữa. Theo chương trình là hôm nay là mình buổi thứ ba, mình có 5 buổi thôi, 5 buổi thầy sẽ dạy 2 tuần tiếp, thầy phương pháp dạy 25 tiết là 45 tiết, thì mình học 3 buổi rồi là mình còn như vậy là 5 buổi, mình còn 2 buổi. Hôm nay là mình học buổi thứ ba rồi, cho nên hôm nay là buổi cuối trong năm nay đúng không? Trong bữa nay là mình sẽ nghỉ Tết, thì qua Tết thì mình sẽ học lại. Đúng rồi, đúng không? Theo theo lần này biết đi. Rồi xin mời, ai hỏi gì nữa không? Rồi xin mời, cô Liên Tuyệt. Phật của thầy, con định hỏi cái sơ đồ ngày nãy của thầy á, là ở chỗ là tướng diệu đế, thì muốn thấy được sự thật của diệu đế, trong đó cái con đường tướng diệu đế, tôi đến tướng diệu đế nó cũng là phương tiện, cũng là một pháp môn thầy bác chứng đạo. À, chỗ cái mục đích phải không? Dạ. Rồi chưa? Dạ, ý con muốn hỏi là thầy đưa vô tướng diệu đế, thầy muốn chứng thật về cái cơ hội là chứng thật về tứ diệu đế và biết được khổ và con đường diệt khổ. Tuy nhiên con đường diệt khổ nó là phương tiện thôi. Thầy đâu có đi theo con đường diệt khổ. Nó có hai cái nha. Nhưng mà thầy để vậy dễ hiểu lầm, tụi con tưởng cái đó cũng là phương tiện. Thầy không đi nhưng mà tụi con đi thì như vậy tụi con không biết được. Đâu có, cái vị trí của đó là mục đích này. Cái đó mục đích chứ đâu phải phương tiện của thầy dưới hoàn toàn tâm pháp gì á. Nhưng mà cái ý con muốn hỏi là cái tứ diệu đế đó, cái con đường diệt khổ đó cũng là phương tiện phải không thầy? Nếu mà không, ví dụ như con cái đó là cái đó là phương tiện được. Nó là phương tiện chứ thầy đâu xem đó là phương tiện. Nó ngược nha, nó ngược có hai cách thì thế này nè. Thứ nhất là cái người sống với sự thật thấy được khổ đế và tập đế, được chưa? Cái đó thì dễ hiểu rồi đúng không? Cho nên họ thực hành đạo đế để đạt đến diệt đế, được chưa? Là khuynh hướng thứ nhất. Khuynh hướng thứ hai, một người trở về với chính mình, thấy rõ sự thật là thấy khổ đế và tập đế, và chính vì thấy khổ đế và tập đế và thấm thía được cái khổ đế và tập đế đó, cho nên khổ đế và tập đế đoạn giảm, được chưa? Mà khổ đế tập đế đoạn giảm cho đến khi mà họ thấm thía, họ từ bỏ, thì lúc đó là gì? Diệt đế ngay lập tức. Khi mà khổ đế và tập đế từ bỏ, khổ đế và tập đế chứ nữa, thì lúc đó là tâm không tham, không sân, không si, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, là niết bàn, đúng chưa? Như vậy diệt đế là đang sống trong tâm không tham, không sân, không si, thì đạo đế hoàn toàn đầy đủ, không cần phải nỗ lực gì. Đây là phần hướng này. Để đạt là thấy khổ không. Và nguyên nhân của khổ mà đi con đường đó diệt khổ như Đức Phật đã dạy, mà thầy đi theo phương pháp đại thừa là thầy vào trong tâm để không. Thầy trở về, thầy không có đi theo đại thừa mà thầy cũng đi theo ai, thầy chỉ thấy sự thật thôi. Nhưng mà thầy không dựa vào tứ diệu đế để thấy sự thật không? Sự thật là ngay đây, chỉ cần phải dựa vào tứ diệu đế. Tứ diệu đế nhưng mà nó thầy nằm đưa vô tứ diệu đế, nhưng thầy đưa vô tứ diệu đế. À, thầy đưa tứ diệu đế là dạ. Thầy muốn nói là gì? Mục đích của cái việc mà mình trở về với chính mình, cái động cơ của mình là trở về với chính mình để làm là để cái mà thúc đẩy mình trở về với chính mình là để thấy sự thật, là cái phần này, đúng chưa? Mà sự thật đó được cụ thể hóa là gì? Là vô minh và ái dục là nguyên nhân dẫn đến là cội nguồn của đau khổ, đúng chưa? Thấy rõ điều này thì tự khắc là gì? Mục đích của mình là gì? Mình sẽ thấy rõ được cái khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế nó đang vận hành trong cái con người của mình như thế nào, lúc nào mình đang sống với khổ đế và tập đế, lúc nào mình đang sống với diệt đế và đạo đế, chỉ thấy như thế nào. Nhưng mà mình
Thầy ơi, nếu mà như vậy thầy muốn thấy sự thật, thầy đi trong rùa à, 12 nhân viên cũng thấy được sự thật của thầy. Ủa thầy đâu có nói rằng là tùy theo cái tình độ của mọi người mà họ thấy cái nào thì họ đi chứ. Tại vì thầy đưa vô như vậy nên tụi con cũng thắc mắc. Bây giờ thầy nói ngay chỗ này, thầy nói cho cái đường 12 nhân viên luôn nè. Dạ. Khi một thầy người... đưa vào vô minh và ái dục, vô minh ái dục. Không, thầy không cần vô minh ái dục luôn. Thầy, cái 12 nhân viên của thầy đơn giản lắm. Chỉ có minh và vô minh thôi. Khi một người trở về với chính mình, thấy sự thật là vô minh và ái dục, thấy sống với vô minh và ái dục, sống với vô minh thì đang sống với khổ đế và tập đế, được chưa? Khi sống với mình thì đang sống với diệt đế và đạo đế. Như vậy một người chỉ cần trở về với chính mình để thấy lúc nào mình minh, lúc nào mình vô minh, thì lúc đó thầy đang làm gì? Đang đi theo cái thập nhị nhân duyên, đúng chưa? Thì thập nhị nhân duyên nó cũng ra ngoài tôi thánh đế đâu. Nếu như mình hiểu được, ví dụ năm thiền gái chẳng hạn, khi có năm thiền gái là đang sống với khổ đế và tập đế, khi không có năm thiền gái thì đang sống với diệt đế và đạo đế, cũng tướng thánh đế. Khi có năm thiền gái là vô minh, khi không có năm thiền gái nào thì ý là thầy dùng phương pháp nào thầy muốn chứng sự thật mà thầy dùng phương pháp khác. Thầy đâu có dùng phương pháp nào đâu, thầy chỉ thấy thôi chứ. Thầy cái phương tiện á, thầy dùng phương tiện là thân thọ tâm pháp mà thầy muốn chứng sự thật của tứ diệu đế. Đúng. Nhưng mà mục đích của thầy đưa vô lại là tứ diệu đế. Mục đích là để thấy thầy ngọt bảo chỉ để thấy thân mà để lại thấy thầy là thấy gì gì. Thấy tứ diệu đế. Để thân thọ tâm pháp đó. Vậy thôi. Vậy nếu mà thầy đưa vô là thấy sự thật thì mục đích đó thì thầy thấy nó ngọt bảo chứ. Thank you.
anh tổ tốt được đó, đó. Ví dụ tụ họ đã có thể đúng không không rồi rồi hành động đạo đạo đúng không động cơ đúng không mục đích là phương tiện đúng không mà phạm đúng không hết hãy đi chậm dừng thôi à tiếp theo đúng không à thế thế đây là lợi quá đừng có sửa chữa đồ vật khác nếu sửa chữa lợi là sửa chữa lợi là khác anh tổ tốt đúng không thôi 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 cái đó thầy nói rằng tôi một cái thì nó là sự đổi mới đúng rồi nó sẽ được cải lại một chính là những cái này một chung nó đúng đúng rồi một cái thành công rồi đó ví dụ như thầm cho cho là cái thúc đẩy động động mà hướng tới một cái việc gì trong cái dụng là nó đi cái này cái này cái kia cái này cái này thực ra đã đem được người đã thành đã thành được đó mình là một người mà cho nó rút vào đó thì mình biết thì đó cho nó hết hết đúng không bảo thế mình biết gì là mình đang dẫn cho mình đi rồi để chỉ cần làm cho mình một khi phải chạy ra là mình đang dẫn được cái bệnh thì nó chạy ra là chỉ cần dẫn cho mình một người đó là cái này mà cảm thấy cái này là cái này cái nào không cảm thấy cái này là cái này là cái này đó là quan sát nó không để theo cái mình dạy là cho nên cái đầu đọc lại cái những gì gì đúng không không làm cái sự cái dạy là phải xin lỗi năm trận mình nên gặp được à một giới đầu đầu năm trận thì ra cả đội được luôn học cái đó là quá quá là lớn rồi chúng tôi kiếm được những gì chỉ là sao được sơ cải như vậy còn hai tuổi đấy rồi cái gì vậy chế độ tự nhiên,
cho nên cái lượng đó đang dừng lại cái được cho nên là rồi các bạn nhớ được không? Không ai đặt bán lên mà tự nhiên nó lên nó đẹp nè. Và nội dung kẻ nhớ là ra hay là ra cái sơ đồ đó trong hoạt động, trong hoạt động tu học, hoạt động tu hoặc là hoạt động học thì cứ phải 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 tự chứng minh mình và chỉ cần phải chứng minh cái thành tố đó là đủ thể 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 hoạt động cụ thể hành động hợp tác tác phẩm đồng tổ đối với tiền đủ đủ rồi nhiều độ đẹp chấm được cái đó còn lại những thứ khác khác trình độ tâm cũng là được chấm vì sẽ chẳng được mặt lại thêm đây mặt cái giải toán đó lớp lớp này để có lớp lại lại đẹp đó chứ không phải vậy là đâu mặt cái đường lớp này giải toán nó là bé cho nên là mặt giải toán nó cứ đường này giải toán lớp bé như vậy là đủ đủ Đập tiếp theo là lần lại tiếng tâm lý thích thích trong trường hợp này có hai cái nội dung, một là hình thành phát triển tâm lý trên tinh chủng loại thì trên cái nội dung của chủng loại thì thực sự mà nói thì nó sẽ rất là khó để mình có thể có một cái kết luận, tại vì cái kết luận là nhiều người học lớp một rồi thì cũng sẽ có những cái kết luận của bạn là nhưng mà cái kết luận của một học sinh thì chưa hẳn là một sự thật, và cái môn học của mình đang phải học thì nó đang được xây dựng cho nên cái nền tảng của cái chính trị này. Đó là những cái tưởng của đất lý tinh thần, cho nên là phải cái học thuyết tiến hóa của đất lý tinh làm cái nền tảng này, và cái học thuyết này họ cho rằng là trên sự phát triển trên lịch sử điện con người trên sự nghiệp đứng loại lại nó liên quan đến quá trình tiến hóa của loại gỗ dẫn đến cái trở thành người của mình, thì cái này mình không có bàn cãi. Mình cần bạn gái như thế này, còn cái bản thân mình có thể tiếp cận bằng phương pháp khác, bằng nhiều cái quan điểm khác, và cái việc mình cùng nhận cái đây là chỉ mình vừa được, còn phải có học thuật của mình để cho bộ bộ học hành được dễ dàng dần 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 từ đầu tiên của tôi tới cái tôi rồi mới lên 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 họ quan điểm như vậy thì thầy chỉ có một cái này thôi, thì nó là cho bạn thế, còn chuyện như thế đúng thì đó là chuyện của mọi người tự mình nhận. Thì đó là cái vấn đề lớn nhất, cho nên là mình chỉ sẽ nói về sự khác khai hình thành và đặc biệt tập lớp trên phương diện cả thể hệ trong mặt của người rồi, chứ không có nói về cái gì cái loại bài phần này mình sẽ đọc thêm cái bài để xem để nói gì nào để làm điều này. Nhưng mà thực ra về vấn đề này thì trong cái tư tưởng của Phật và có lẽ là nhập nhập mình của Việt Nam ta hiểu được cái cơ giới của nó đây. Các bạn hôm nay có bị hỏi đó đến từ đâu nào tiền đâu ạ? Nếu mà gặp con tôi hay là thằng này phải cứu rồi. Có à? Chứ là nó còn nằm ở tiếng Việt với cái tiền tiền không? Nó có cái này ạ. Đây là một như là cái
nghệ thuật nói nha, sự sự hình thành phát triển tâm lý của một sự hình thành phát triển tâm lý nó được nhìn nhận trên hai góc độ. Một đó là cái sự hình thành phát triển tâm lý trên phương diện chủng loại, mà trên phương diện chủng loại thì nó liên quan đến sự tiến hóa, và cái sự tiến hóa này là liên quan đến do cái thể chế chính trị của mình, cho nên nó được ấn định về cái tư tưởng. Và chính vì vậy cho nên họ lấy cái tư tưởng, cái nền tảng của tiến hóa của Darwin, cho nên họ xem xét bản chất của sự tiến hóa, của sự xuất hiện của con người, đó là do cái sự tiến hóa từ loài động cổ. Đây là tư tưởng của cái tâm lý học hoạt động hay là tâm lý học phát xít, được xây dựng trên nền tảng của tư tưởng Mác Lênin. Thì cái này là học thuyết họ đưa ra và họ kết luận như thế, thì đó là nhận định của họ, đó là quyền của họ. Nhưng mà cũng có rất nhiều học thuyết khác họ nhìn nhận vấn đề khác, và mình chẳng cần phải kết luận cái nào đúng cái nào sai. Mỗi một học thuyết nào đó được có tư tưởng của họ thì mình chỉ cần xem xét và mình trải nghiệm thôi, còn cái nào mà nó sự thật thì mình tự biết, đúng không? Cho nên mình sẽ không có nói sâu về cái sự hình thành phát triển tâm lý trên phương diện chủng loại, mà sẽ nói cái sự hình thành phát triển trên phương diện cá thể của một con người. Ok rồi. Rồi. Còn trong nhà mình thì lúc nãy thầy nói đó. Chán cái gì đó. Đến từ đâu? Và chết đi về đâu? Sự hình thành phát triển của một con người nó như thế nào thì trong cái sơ đồ này nó quá rõ ràng rồi. Không. Phần lớn là tự thì vô minh mà đến rồi. Phần lớn là tự vô minh mà đến, một trừ một số ít là đến tầng minh. Cứ thay đổi liên tục, cứ vận hành liên tục, cứ như thế. Trong cái phần sơ đồ này thì Đức Phật đã nói rõ được ba mươi bảy nữa đó. Rồi tiếp tục ha, bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần nội dung, nói về cái sự phát triển và phát triển tâm lý trên phương diện cá thể, tức là trên phương diện của con người á. Một con người của mình từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn phát triển không có giống nhau. Và ở mỗi một cái giai đoạn phát triển thì nó sẽ đạt đến một cái chất lượng mới của cái đời sống của con người đó, và nó diễn ra theo từng những cái quy luật đặc thù của từng cái giai đoạn. Và cái cơ chế mà chuyển từ cái giai đoạn lứa tuổi này sang cái giai đoạn lứa tuổi khác nó có ý nghĩa rất là quan trọng đối với cái đời sống của cái đứa trẻ đó, của người đó. Mình sẽ thấy rằng là ví dụ như là cái hoạt động với đứa trẻ khi mà mới sinh ra ở giai đoạn đầu á, hoạt động chủ yếu của nó là chơi chứ không phải là học. Chơi, hoạt động chơi là hoạt động chủ động, hoạt động chơi. Nhưng mà đến cái khi mà mình thấy là cái tuổi mẫu giáo bắt đầu là gì, chơi hát họ những thứ hết, ban đầu thì các đồ vật thì chỉ cho hẹp, sau đó lớn hơn thì bắt đầu chơi các trò chơi có quy luật, rồi tập hát bắt đầu chuyển dần cái cơ chế, chuyển dần sang từ bắt đầu chơi trong chơi là có học rồi đó. Rồi dần đứa trẻ bắt đầu lên lớp một, bắt đầu chuyển sang bắt đầu học nhiều hơn trò chơi đó. Như vậy mình sẽ thấy rằng là ở mỗi cái giai đoạn thì cái cơ chế chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác đó, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của cái tâm trí của đứa trẻ đó. Và mình đang xem xét đó, cái sự phát triển trên cái phương diện đó của một con người như vậy đó. Thì cái này chỉ là cái tư tưởng quan điểm thôi, một tác giả thôi ha. Bây giờ mình đi vô các giai đoạn cụ thể. Bây giờ mình nhìn trên sơ đồ mình sẽ thấy ha. Cơ bản có 5 cái giai đoạn lớn
đó là giai đoạn thứ nhất là tuổi sơ sinh và thai nhi. Thì trong này người ta chia làm hai cái gọi là cái phân đoạn, hai cái độ tuổi, hai cái phân đoạn nhỏ hơn, đó là sơ sinh từ 0 đến 2 tháng và thai nhi là từ 2 đến 12 tháng. Trong cái hoạt động này, trong cái hoạt động của đứa trẻ ở trong giai đoạn này, thì ở tuổi sơ sinh khi mà sinh ra từ 0 đến 2 tháng thì mình sẽ thấy là gì? Các cái hoạt động mang tính phản xạ bẩm sinh tự nhiên, ăn ngủ mang tính bộc phát, nó được thể hiện rất là rõ trong giai đoạn này. Ở cái giai đoạn thai nhi từ 2 đến 12 tháng thì bắt đầu đứa trẻ có cái cảm xúc trực tiếp và biết biểu cảm, biết cười, biết thể hiện biểu cảm của mình với người lớn. Có cái đứa trẻ bắt đầu có cái xúc cảm hớn hở khi mà tương tác giao tiếp với người khác. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Nó tương ứng ở cái hành vi nó tương ứng với lại cái lễ phô nô á, lễ phô nô của đứa trẻ còn một tuổi. Đến cái giai đoạn thứ hai thì mình sẽ thấy là gì? Giai đoạn này là cái giai đoạn mà dùng như là tiền đi học á, làm tiền đi học. Giai đoạn này hoạt động thực sự là hoạt động chủ đạo, hoạt động chơi. Trong cái giai đoạn thứ của đi học này, đó là cái chia thành hai cái phân đoạn, đó là tuổi vườn trẻ và tuổi mẫu giáo. Tuổi vườn trẻ từ 1 đến 2 tuổi hoạt động, cái giai đoạn này là hoạt động với đồ vật, bắt chước việc sử dụng đồ vật, tìm tòi khám phá chức năng của đồ vật là ở cái giai đoạn này. Cho nên tại sao mình thấy là các bà mẹ thường mua đồ chơi cho con nhiều ở trong cái giai đoạn này, thông qua cái hoạt động với đồ vật nó kích thích các giai quan đó nó hoạt động, kích thích các giai quan đó hoạt động. Và đứa trẻ bắt đầu khám phá cái âm thanh, cái màu sắc nó tác động đến các cái giác quan, rồi đứa trẻ bắt đầu khám phá xem thử là cái đồ vật đó nó hoạt động như thế nào, và nó sử dụng cái chức năng của đồ vật đó. Ví dụ khi mà đứa trẻ nó chạm vào nó phát ra cái tiếng kêu, thì đứa trẻ nó mới hiểu được cơ chế của cái đồ vật đó. Và mỗi lần muốn có cái âm thanh thì nó phải là nó chạm vào cái đối tượng đó, cái đồ vật đó. Như vậy mình sẽ thấy là gì? Ở giai đoạn tuổi vườn trẻ, đứa trẻ cần có các đồ vật và cần sử dụng đồ vật trong cái sự phát triển của nó. Và lớn hơn một tí, đứa trẻ bắt đầu không còn tiếp xúc nhiều với đồ vật mà bắt đầu chuyển sang cái hoạt động chủ đạo, hoạt động chủ đạo trong tương tác. Trẻ bắt đầu bây giờ chơi cái trò chơi sắm vai nhiều hơn. Mình thấy, mình nhớ cái trò chơi chơi đồ hàng lắm nhớ không? Chơi bằng giả định, tiền nhiều khi không phải là một vật hiện hữu. Bao nhiêu tiền, bán cái gì, bán cũng bán trong tưởng tượng, rồi thu tiền cũng thu trong tưởng tượng. Lấy tiền trong tưởng tượng, rồi bắt đầu cụ thể hóa là tiền bằng là mít, là ổi, được định danh là tiền, được xác định là tiền. Cái trò chơi sắm vai là bắt đầu cái trò chơi và nó phải định hình cái hoạt động chơi của đứa trẻ. Nhưng bắt đầu đứa trẻ có cái ý thức về cái vai trò của mình, và cái hoạt động và cái chức năng của mình. Cho nên mình mới thấy ở cái giai đoạn này đó, như cái hướng nghiệp đã bắt đầu nó xuất phát từ chỗ này nè. Bắt đầu nó đến cái giai đoạn này, bắt đầu đứa trẻ có cái định hướng, có những cái hứng thú. Có đứa thì nó thích làm cô giáo, có đứa thì thích làm bác sĩ, không? Có đứa thì thích làm kỹ sư. Và cái trò chơi sống vai, đứa trẻ đưa mình vào đồng nhất hóa với cái vai đó, và bắt đầu có cái suy nghĩ và cái hành động tương ứng với cái vai trò cái nghề nghiệp đó. Thì ở giai đoạn này đứa trẻ vẫn là hoạt động vui chơi, tại vì tuổi nó là tuổi trước đi học, cho nên là hoạt động chủ đạo vẫn là hoạt động chơi với đồ vật, và chuyển dần từ chơi đồ vật sang chơi trò chơi có kịch bản, có vai sắm vai. Và nhờ những cái hoạt động chơi mà cuối cùng là cái trí tuệ của đứa trẻ đó nó phát triển. Đó là giai đoạn tuổi đi học. Ở giai đoạn này thì bắt đầu trẻ không phải gọi là tư duy, bắt đầu nó có cái sử dụng cái ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ. Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà trẻ, mình sẽ thấy là trẻ nó nói rất là nhiều. Trẻ nói rất là nhiều.
ở giai đoạn này trẻ tìm tòi khám phá, cho nên cái gì trẻ cũng hỏi thế, hỏi đủ thứ hết, không biết cái gì là cứ hỏi mà hỏi cho đến tận cùng. Mình người lớn là cảm thấy mệt mỏi với những cái câu hỏi của đứa trẻ. Thầy còn nhớ mà ngày xưa lúc mà thầy hỏi hết chuyện này qua chuyện kia, hỏi đến khi nào mà gọi là lúc đó bà ba thầy nói là thôi con mai mốt con lớn rồi con học rồi con biết là hết hỏi rồi. Cho nên ở cái giai đoạn này á, đứa trẻ nó nói rất là nhiều và nó tìm tòi, nó khám phá, nó tìm hiểu, nó thắc mắc đủ thứ chuyện hết. Nhưng nếu mà người lớn của mình chỉ khó giải thích cho đứa trẻ thì đứa trẻ nó sẽ lĩnh hội và nó tiếp thu được rất là nhiều cái kiến thức, rất là nhiều kiến thức ở trong cái giai đoạn này. Đến cái giai đoạn thứ ba đó là tuổi đi học. Ở trong cái giai đoạn này nó chỉ làm bốn cái phân đoạn. Cái phân đoạn thứ nhất là tuổi nhi đồng, hay tương ứng với học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi. Trong cái giai đoạn này đứa trẻ học tập bắt đầu chuyển từ cái học tập chuyển từ cái hoạt động chơi, từ chơi với đồ vật chuyển thành chơi sắm vai, chơi cái kịch bản, bây giờ chuyển sang bắt đầu chuyển sang học đại học, chuyển từ chơi sang học. Cho nên mình sẽ thấy rằng là gì, có những đứa trẻ mà nó đã chuyển hoàn toàn cái hoạt động chơi sang hoạt động học, và hoạt động học chiếm cái vai trò, chiếm cái lượng thời gian lớn. Nhưng có những đứa trẻ trong những giai đoạn sau đó thì coi như là cái hoạt động học và hoạt động chơi nó cũng không có tương thích với nhau với cái sự phát triển của cái giai đoạn đó. Có đứa trẻ học là hoạt động chơi chơi, hoạt động chủ đạo của nó nhiều khi nó chơi chứ không phải nó học được rồi. Cho nên là mình sẽ thấy nó có cái sự chuyển đổi, cơ chế chuyển đổi nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển ở cái giai đoạn sau. Thì trong cái giai đoạn mà ở tuổi đi học này, học sinh nó bắt đầu học lĩnh hội tri thức, phương pháp, tìm hiểu, khám phá đủ thứ hết, bắt đầu học nhiều hơn. Rồi lớn hơn một tí nữa, đó là tuổi thiếu niên, ở giai đoạn mà học trung học cơ sở, từ 12 đến 15 tuổi. Thì lúc này trẻ giao tiếp với nhóm bạn và bắt đầu tập làm người lớn, nhu cầu tình bạn, và những cái yếu tố về các cái năng lực, về năng lực đánh giá vân vân đã được nó hình thành. Ở cái tuổi này là cái tuổi nó rất coi trọng cái sự hiện diện của bạn bè. Bạn bè rất là quan trọng đối với đứa trẻ, bạn bè rất là quan trọng đối với đứa trẻ. Cho nên á, mình mới thấy là trong giai đoạn này đứa trẻ nó bảo vệ bạn của nó, nó thích chơi với bạn, thích chơi với bạn, và bắt đầu nó tập làm người lớn, nó thích làm người lớn, thích thể hiện như người lớn, thích hành xử như người lớn, và nhu cầu bạn bè nhiều hơn là những cái nhu cầu khác. Ở cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thanh niên, là từ 15 đến 18 tuổi, tương ứng với cái giai đoạn là trung học phổ thông á, những năm học cấp 3, thì hoạt động trong cái giai đoạn này ngoài học tập ra thì cái hướng nghiệp, cái việc là xác định cái nghề nghiệp, định hướng về nghề nghiệp mình sẽ làm khi mình sẽ học, khi mà mình hết cái tuổi học sinh trung học phổ thông, cái nhận định của mình về thế giới không, rồi cái nhu cầu bản thân và mối tình đầu nó thường nó sẽ xuất hiện trong cái giai đoạn này ha, và các cái tương tác xã hội nó được hình thành nhiều trong cái giai đoạn này. Thì theo cái gọi là cái tài liệu này á, thì nó xác định là cái mối tình đầu á, nó gọi là tình cảm đầu đời á, nó sẽ xuất hiện trong cái giai đoạn là trung học phổ thông. Nhưng mà thật ra trên thực tế thì bây giờ cái điều này nó diễn ra sớm hơn rất là nhiều. Nhiều khi ở giai đoạn mà gọi là giai đoạn trung học cơ sở là tụi nó bắt đầu là rung động và tụi nó đã có thể yêu nhau rồi. Cái vậy thì bây giờ rất là sớm so với ngày xưa. Cái thời ngày trước đây á, thì do cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là các phương tiện truyền thông nó không có nhiều, cho nên là nó cái tuổi mà gọi là tuổi dậy thì và cái tuổi mà có tình cảm với người bạn khác giới thì nó khá là nhiều, nó khá là chậm, nó kéo dài, nó lớn tuổi hơn. Còn bây giờ thì dường như là cái sự dậy thì sớm, cho nên là cái nhu cầu về tình cảm của đứa trẻ nó cũng sớm hơn, cho nên nó có thể xuất hiện ở cái giai đoạn ở cái tuổi trung học cơ sở, trung học cơ sở chứ không phải là chỉ cái trung học phổ thông là nó mới xuất hiện đâu. Nhưng mà trong cái tài liệu của mình á, thì nó xác định là cái mối tình đầu nó xuất hiện ở trong cái gọi là cái tình cảm rung động đầu đời á, xuất hiện trong cái tuổi trung học phổ thông. Và đến cái
cái phân đoạn tiếp theo của cái tuổi đi học đó là cái thanh niên sinh viên, là cái giai đoạn cuối cùng ấy của cái tuổi học á, là học tập nghề nghiệp, hoàn thiện thể chất, ý thức và nhân cách. Đó là cái hoạt động trong cái giai đoạn này, là hết cái giai đoạn gọi là tuổi đi học, trên cái gọi là cái tuổi học. Như vậy mình thấy trong năm giai đoạn này thì mình đang ở giai đoạn thứ ba, đúng không? Đang ở giai đoạn thứ ba. Đến giai đoạn thứ tư, đó là giai đoạn tuổi trưởng thành, từ 24, 25 tuổi trở đi. Trong cái giai đoạn này, cái hoạt động chủ đạo không phải là học tập nữa, mà là lao động, sáng tạo và hoàn thiện nhân cách. Và nhân cách lúc này nó mang đặc tính của cái nghề nghiệp mà người đó làm. Ví dụ nhân cách của một thầy giáo nó sẽ khác, nhân cách của một bác sĩ sẽ khác. Nó có cái đặc trưng riêng và nó có cái đặc tính nghề nghiệp, đặc điểm nghề nghiệp. Và giai đoạn cuối cùng đó là tuổi già, từ 55 đến 60 trở đi đã được xác định là giai đoạn tuổi già. Giai đoạn này là giai đoạn nghỉ ngơi, các phản ứng chậm dần và có cái sự lão hóa, có cái sự thay đổi về thể chất, về cơ thể, bệnh tật nó xuất hiện nhiều hơn và đối diện với cái chết của bạn đời và của chính mình. Đó là toàn bộ cái gọi là cái sự phát triển tâm lý lứa tuổi trên phương diện về mặt cá thể của một con người á. Thì cái này thì mình nói gọi là cái cụ thể của cái mà mình đang trải qua anh. Còn cái vấn đề trên phương diện chủng loại thì người ta nói đến cái sự tổng thể, cái sự xuất hiện con người từ đâu mà đến, đó, nó giải thích được cái nguồn gốc. Thì cái đó thì cái là thầy lúc nãy thầy nói rồi, nó có nhiều học thuyết, nhiều quan điểm. Mình không có bàn về cái vấn đề đó, mình chỉ nói đến cái trên phương diện của một con người thôi. Rồi, đó là các cái giai đoạn ha. Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo. Như vậy một cái vấn đề đặt ra, các giai đoạn phát triển như vậy đó, thì mình giáo dục ở giai đoạn nào là phù hợp? Nãy mình thấy 5 giai đoạn. Bây giờ mình có một cái công trình nghiên cứu. Công trình nghiên cứu này á, kết quả nghiên cứu này lâu rồi ha. Lâu rồi chứ không phải là mới gì đâu. Năm 2022 rồi. Nhưng mà cái công trình nghiên cứu này á, nó nói lên một cái đồ mà sinh ra là cái móng đèn, được chưa? Sinh ra là cái móng đèn, đến cái lâu này là một tuổi, được chưa? Còn cái giai đoạn mà từ đây á là coi như là cái giai đoạn mang thai á, được chưa? Thì cái ngôn ngữ của một con người á nó phát triển từ lúc mang thai, mình thấy đây, bây giờ cái đường màu đỏ được ngôn ngữ nè, ngôn ngữ của con người nó phát triển từ một hai ba bốn năm. Như vậy là nó phát triển từ lúc mang thai mà cái lúc mà đứa trẻ nó còn mấy tháng nữa sinh đó, còn mấy tháng nữa sinh đó. Như vậy mình có thể tác động về ngôn ngữ đối với đứa trẻ từ lúc mang thai rồi, chứ không phải là đợi đến lúc sinh ra thì mình mới tác động mặt ngôn ngữ cho nó. Cho nên người ta mới gọi là thai giáo, dạy từ trong bụng mẹ, thấy không? Và cái đỉnh cao của cái phát triển ngôn ngữ đứa trẻ, mình thấy cái đỉnh của nó này, thấy không? Tương ứng đến khoảng tháng thứ 8, tháng thứ 9 sau khi sinh. Đó, cái đường ngôn ngữ, được chưa? Cái đường thị giác, cái đường thị giác, thính giác, nó phát triển từ đâu? Là cái đường màu xanh đây. Cũng trước khi sinh, trong giai đoạn mang thai,
và đạt đến cái đỉnh của nó vào tháng thứ hai, tháng thứ ba sau khi sinh. Đây. Đó. Cái đường thứ ba là các chức năng nhận thức cấp cao, đường màu xanh đây, nó cũng được hình thành từ trong thai kỳ và đạt đến cái đỉnh của nó khoảng 1 tuổi. À, chưa vậy rõ ràng. Nếu mình nói rằng là mình sinh ra đời mình mới dậy, muộn quá rồi, đúng không? Giáo dục đứa trẻ cần giáo dục trong giai đoạn thai giáo và ở trong những giai đoạn đầu, trong các cái hoạt động chơi là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để đứa trẻ phát huy được cái trí năng của nó. Đó. Và mình thấy cái đỉnh phát triển của nó và cái hết phát triển nó nằm ở đây rồi nè. Đó. Khoảng 15 tuổi là nó ổn định trơn rồi. Mà mình thì mình nói lớn rồi mới dậy, vậy đâu kịp nữa, thấy không? Cho nên mình cần phải nhìn nhận lại cái vấn đề gọi là cái phương diện mình cần phải nhìn nhận là trên cái phương diện giáo dục. Tại vì cái quan điểm của giáo dục của mình là nó được tác động chủ yếu là đến lúc mà bắt đầu làm gì, tụi mẫu giáo, tụi mầm non đó, rồi bắt đầu lớp 1. Còn giai đoạn trước đó là tự xử lý, tức là bố mẹ tự xử lý thai giáo như thế nào, tác động như thế nào, đó là tùy ở cái người mẹ và người bố. Thì cái vấn đề mà tác động về mặt tâm trí ở trong giai đoạn này nè là cái mà hiện nay là một trong những cái mảng mà bên nhà mình còn rất là thiếu. Vấn đề thai giáo một cách khoa học hay là thai giáo mang tính chất tôn giáo thì cái này là những cái mảng mà nó đang rất là thiếu. À, thì cái này thầy cũng nói nhiều năm rồi đó. Và bây giờ cũng có nhiều vị mà cũng đã bắt đầu có cái tác động đó. Có những cái người vị đi học chuyên sâu về các cái vấn đề liên quan đến tâm lý, mà liên quan đến các cái độ tuổi, trong đó có thầy giáo rồi cũng có một số nữa. À, con người của tỉnh ấy. À, hai cái giai đoạn rất là quan trọng, một là giai đoạn thầy giáo, hai là giai đoạn đoạn cuối, đoạn thời gian thứ năm á, là đối diện với cái chết của người bạn đời và của chính mình. À, đối diện với cái chết của người khác và của chính mình á, đó là hai cái giai đoạn cực kỳ quan trọng mà nó cần cái sự hỗ trợ về mặt tâm rất là tốt, rất là cần thiết. Thì nếu như mà mình đi sâu vào những cái thứ đó, mình trợ giúp cụ thể vào hai cái giai đoạn này, à, thì có nghĩa là nó đem lại cái lợi ích rất là lớn. Và mình cũng cần phải xem xét đến cái vấn đề tác động về mặt trí năng để phát triển cái trí năng á, các cái chức năng của con người từ rất là sớm, chứ không phải đợi lúc mình sinh ra rồi bắt đầu mình mới giáo dục. Và nhiều khi giáo dục xong thì mình lại cho rằng là cần phải từ từ lớn như vậy, phải không? Thì cái đó là cái mà mình cần phải suy nghĩ khi mình xem xét cái sơ đồ này. Có bị hỏi gì đây? À, không có gì. Ok, rồi mình tiếp tục ha. Mình sang cái phần tiếp theo, đó là sự hình thành phát triển ý thức. Mình sẽ tìm hiểu một cái nội dung, đó là ý thức hoặc là vô thức. Ý thức và vô thức thì cái ý thức á, mà trong tâm lý học, trong chương trình mình đề cập, nó không phải là cái gọi là cái thức thứ sáu, thức thứ sáu trong bát thức tâm vương trong dịch thức học, mà mình đang tìm hiểu cái ý thức trên cái cách tiếp cận của cái tâm lý học hoạt động. Thì trên cái ý thức của tâm lý học hoạt động á, thì họ định nghĩa cái ý thức là gì? Là hiểu biết của hiểu biết, hiểu biết của hiểu biết. Như vậy thì nói như thế nào cho nó rõ cái hiểu biết của hiểu biết? Cụ thể như thế này: khi các giác quan tiếp xúc vào khi các đối tượng tiếp xúc vào giác quan, các giác quan của mình tiếp xúc với đối tượng á, tác động vào não,
nó làm nảy sinh những cái hình ảnh tâm lý, hay nói cách khác là các cái giác quan của mình nó sao chụp lại cái hình ảnh, các cái biểu tượng mà hôm trước thầy nói á, bản chất của các hiện tượng tâm lý á, thì cái phản ánh tâm lý á là cái sự tác động vô các giác quan tiếp xúc á, các giác quan tiếp xúc với đối tượng, và các giác quan sao chụp lại cái hình ảnh, cái biểu tượng của cái sự vật hiện tượng đó, thay thế cho sự vật đó, tạo nên các cái hình ảnh tâm lý. Thì cái đó là phản ánh tâm lý. Khi cái phản ánh tâm lý bắt đầu cho con người mình nhận thức, tức là cái sự hiểu biết á, về cái hiện thực xung quanh, và từ những cái hiểu biết này á, con người mình sàng lọc và suy luận những hiểu biết đã có để đi đến những cái hiểu biết cao hơn, rộng hơn, đầy đủ và bao quát hơn, thì cái đó được gọi là ý thức. Cho nên người ta mới kết luận là ý thức là hiểu biết của hiểu biết. Khi tiếp xúc, sao chụp lại hình ảnh và bắt đầu các hoạt động nhận thức. Trong cái hoạt động nhận thức thì trong những buổi tới mình sẽ tìm hiểu về cái hoạt động nhận thức cụ thể gồm bốn cái quá trình: cảm giác, tri giác, tư duy và tưởng tượng. Và bốn cái này là cái tiếp nhận thông tin và dẫn đến cái sự hiểu biết về hiện thực xung quanh. Và từ đây bắt đầu con người sàng lọc, suy luận đủ thứ hết, và có thể từ đó mà biết những cái thứ cao hơn. Thì cái người ta cho rằng cái đó chính là ý thức. Cho nên là cái ý thức của cái tâm lý học hoạt động nó không có hoàn toàn trùng khớp giống như cái ý thức là thức thứ 6 trong bát thức tâm vương của duy thức không. Cho nên chú ý chỗ này ha, chứ để rồi khi mình nói xong rồi nó của sở ý thức nó kỳ vậy đó. Có người hỏi vì sao con trẻ bây giờ lại thông minh, IQ rất nhiều. Làm sao mình có thể kết luận con trẻ bây giờ lại thông minh, IQ? Làm sao mình kết luận được? Thực ra mình chỉ kết luận được trên một số trẻ, chứ không thể nào mình kết luận trên cái tổng thể của tất cả những đứa trẻ. Đương nhiên khi mà một cái xã hội nó phát triển thì nó có nhiều cái phương tiện, nó có nhiều cái tác động giáo dục sớm hơn, tốt hơn, thì đương nhiên là đứa trẻ nó sẽ được hoàn thiện về mặt kỹ năng tốt hơn, hoàn thiện mặt kỹ năng tốt hơn so với các giai đoạn trước đó, do ảnh hưởng bởi các yếu tố, các nhiều yếu tố. Thì cái phần này đến cái phần gọi là sự hình thành và phát triển nhân cách ở cái bài cuối cùng, thì thầy Nguyên Pháp sẽ nói những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của một con người. Thì lúc đó sẽ nói rõ hơn về cái việc là tại sao đứa trẻ bây giờ nó lại thông minh hơn, nó thông minh, IQ nó tốt hơn bởi các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách này, nó càng ngày nó càng về sau nó càng tốt hơn. Tuy nhiên đó là sự phát triển về mặt trí năng thôi. Còn về trí tuệ nó khác với trí năng. Về mặt trí tuệ nó sẽ khác với trí năng. Đã. Phải chăng quá trình thai giáo cũng tác động đến yếu tố này? Đương nhiên. Thì lúc này thầy nói rồi. Thai giáo là một trong những giai đoạn cực kỳ quan trọng. Vì cái sự phát triển của các chức năng, về hoạt động của các giác quan, về chức năng nhận thức, nó đã bắt đầu từ rất sớm. Nhưng con người của mình thì lại tác động giáo dục thì rất là chậm so với cái sự phát gọi là bắt đầu và phát triển của nó. Cho nên đương nhiên là mình bị lỗi nhịp so với cái lộ trình phát triển của đứa trẻ. Và chính vì vậy cho nên là nó khác. Còn bây giờ mình sẽ thấy là ngay cả cái việc mà dinh dưỡng nó cũng khác so với ngày xưa. Ngày xưa thì bà mẹ bà bầu còn thiếu chất, còn bây giờ là có đầy đủ tất cả những các cái loại sữa bổ sung những chất này kia đủ thứ hết, và được giáo dục từ rất là sớm. Cho nên cái trí năng của đứa trẻ nó cũng tốt hơn. Tuy nhiên đó là một số trẻ, nhưng mà mình sẽ thấy rằng một số đứa trẻ khác thì nó lại rơi vào thiểu năng, nó vẫn có, và thậm chí nó cũng nhiều chứ nó không có ít, mặc dù nó được phát triển rất là tốt chứ đâu phải là không, đúng không? Nó được phát triển rất là tốt, thậm chí ở những gia đình rất giàu có, rất có điều kiện, nhưng mà đứa trẻ lại rơi vào thiểu năng và rơi vào cái tự kỷ, gọi là chậm phát triển trí tuệ. Cho nên mình cũng rất là khó kết luận được rằng là bây giờ thì cái việc mà đứa trẻ nó phát triển IQ nó tốt hơn ngày xưa. Đương nhiên là nó sẽ có những cái sự thay đổi ở một số trẻ, nhưng mà ở một cái phương diện khác thì mình sẽ thấy rằng những đứa trẻ thiểu năng và những đứa trẻ gọi là chậm phát triển trí tuệ nó cũng nhiều, cho nên nó đâu có ít. Càng ngày nó càng nhiều. Cho nên là mình cần phải xem xét nhiều yếu tố trong cái phần là
hình thành phát triển nhân cách của một con người á, thì lúc đó mình sẽ nói sâu hơn cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề này. Còn đương nhiên dinh dưỡng và là một những cái yếu tố nó đóng vai trò quan trọng, và cái thai giáo là cái gì cần thiết đối với cái sự phát triển của một con người. Và cái cuối cùng lúc nãy thầy nói là giai đoạn mà trước và là cái giai đoạn cuối cùng, giai đoạn là đối diện với cái chết á, giai đoạn đó cũng là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng. Tại vì cái tâm cảm tử là một trong những cái tâm cực kỳ quan trọng. Cho nên nếu mình làm tốt những cái phần đó thì mình sẽ đem lại nhiều cái lợi ích. Đã. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Đặc điểm của ý thức có ba cái đặc điểm. Một, tức là tính nhận thức, cái khả năng nhận biết á. Tính nhận thức, tiếp nhận thông tin và xử lý cái thông tin đó, đó là cái phần nhận thức. Thứ hai, đó là biểu thị của thái độ, cái thái độ phản ứng, biểu thị thái độ phản ứng, đồng tình hay phản đối, chấp nhận hay không chấp nhận. Cái đó nó thuộc liên quan đến thái độ phản ứng của ý thức. Cái thứ ba, đó là tính chủ động dự kiến trong hành vi, có nghĩa là cái khả năng điều khiển cái hành vi, điều khiển điều chỉnh cái hành vi của mình. Cái đó nó liên quan đến cái tính chủ định dự kiến trong hành vi. Thì cái ba cái gọi là cái đặc điểm này là ba cái đặc điểm quan trọng của ý thức theo cái tâm lý học hoạt động. Cấu trúc của ý thức gồm có ba mặt: mặt hành động, mặt nhận thức và mặt thái độ. Ba cái này nó có mối liên hệ với nhau. Nhận thức là cái quá trình mà mình tiếp nhận thông tin, nhận hiểu thông tin và xử lý thông tin, và cái này đã được thể hiện thông qua hành động, và cái hành động của mình đó thể hiện cái thái độ phản ứng của mình. Ba cái này nó có mối liên hệ với nhau, nó được xem là ba cái phần trong cái phần ba cái phần trong cái cấu trúc của ý thức. Ý thức về chính mình, ý thức về chính mình hay còn gọi là tự ý thức, ý thức về chính mình là hay còn gọi là tự ý thức. Tự ý thức nó có bốn cái đặc điểm. Một đó là nhận thức đánh giá, tự nhận thức đánh giá về chính mình. Thứ hai là có thể bày tỏ thái độ phản ứng. Thứ ba là điều khiển điều chỉnh bản thân, và thứ tư là rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Thì cái đó được gọi là những cái biểu hiện của cái tự ý thức. Cái đó là ý thức ha. Bây giờ lại cái ý thức là cái vô thức, là những cái hiện tượng tâm lý tham gia và cái việc điều khiển hành vi của con người ở tầng bậc của ý thức. Nên là chức năng của ý thức không có thực hiện được, thì cái đó được gọi là vô thức. Hôm trước mình có nói trong cái bài đầu tiên về tác động của cái vô thức theo cái quan điểm của phân tâm của Freud nói. Và Freud nói rằng là gì? Phần lớn cái khoảng thời gian con người sống là bị chi phối bởi cái vô thức, bị chi phối bởi cái vô thức. Nhưng mà vô thức là cái gì? Nhiều lắm. Ví dụ mình ghét một người mà mình không biết lý do làm sao mình ghét, mình thấy người ta mình ưa liền à, mình thấy người ta cho mình ghét liền, ngay là mình khó ưa liền à, thì coi chừng mình bị tác động bởi cái vô thức à. Rồi mình giận một người nhưng mà mình không có bày tỏ được cái giận dữ đó,
mình giữ cái giận dữ đó trong người mình, kìm nén cái giận dữ đó trong người mình, rồi khi mà mình tiếp xúc với người khác thì mình lại khó chịu với người khác bởi cái giận đó, thì mình bị chính cái giận của cái người này mà mình đổ sang người khác. Người ta gọi là giận cá chém thớt, nhưng mà thực ra cái đó cũng là cái sự tác động của cái vô thức. Cho nên nhiều khi mình thấy mình giận vô cớ, rồi cái vô thức trong tuần của cá nhân, ví dụ mình thấy là cúng dỗ cái này nó liên quan đến cái vô thức của cá nhân, nó được lĩnh hội từ cái vô thức tập thể, theo cái truyền thống, cái phong tục tập quán. Thì nhiều khi người ta làm những việc mà người ta cảm thấy không biết để làm gì đó, nhưng người ta vẫn cứ làm. Ví dụ người ta đốt nhang chẳng hạn, người ta đốt nhang, có nhiều người nổi khi mà đốt nhang Tết là phải đốt nhang, mà phải đốt nhang vòng, mà phải đốt liên tục á, chứ tắt không có được. Cho nên phải mua nhang vòng thiệt là dài, và mặc dầu để nhà đó đi về quê nhưng mà nhà vẫn cứ phải đốt nhang, nhưng không biết để đốt để làm gì, nhưng mà vẫn cứ phải đốt thì mới chịu được, chứ mà không đốt thì không chịu được. Thì đó là cái sự vô thức này, nó liên quan đến cái vô thức tập thể, vô thức của một cộng đồng á, bởi cái phong tục tập quán, những quan niệm, hình thức lễ nghi, cái đó trong nhà mình gọi là giới cấm thủ, thì người ta bị chi phối bởi cái yếu tố này. Cái đó là do cái nền văn hóa, do cái phong tục tập quán mình bị chi phối, và mình lĩnh hội nó và mình bị chi phối theo thôi. Chứ mình thấy có những quốc gia họ đâu có đốt nhang đâu, đúng không? Đốt nhang họ vẫn cứ sống bình thường, đâu có sao đâu. Cho nên nhiều khi á, cái tâm thức của mình đó, nó bị chi phối bởi những cái vô thức, không chỉ là vô thức của cá nhân, là bởi các những cái yếu tố về mặt tâm trí, nó đã xuất hiện, bởi được lưu trữ bởi những cái đã biết, và nó tác động đến những cái tiếp xúc cái giữa cái giác quan của mình với đối tượng, nó chi phối đến cái điều đó, và nó vẫn bị tác động, và khiến cho mình tiếp nhận cái thông tin đó nó không còn trung thực khách quan nữa. Thì mình cũng có thể lĩnh hội bởi cái nền văn hóa, cái phong tục tập quán của cả một cái cộng đồng người, và mình làm theo cái cộng đồng đó. Và có những cái mình không cần làm theo, nó cũng không thành vấn đề gì hết, nhưng mà mình phải làm theo. Đó thì cái đó là cái vô thức. Không. Rồi, ví dụ như Fry nói đến cái việc mà gọi nhầm tên chẳng hạn. Mình đang nói chuyện với người này nhưng mà gọi nhầm tên của một người khác, thì đó cũng là biểu hiện của cái vô thức. Thì theo quan điểm của Fry trong cái phần tâm học á, Fry nói là gì? Sở dĩ mà mình nhầm tên là tại vì mình có mối liên hệ với cái tên mình nhầm. Có một cái sự kiện gì đó, một cái vấn đề gì đó, một ký ức nào đó liên quan đến cái người mà mình nhầm tên, mà thật sự vấn đề nó chưa được giải quyết. Nó vẫn còn vướng bận trong tâm trí, cho nên mình mới gọi nhầm tên để sang người khác. Thì cái đó là cái biểu hiện của cách đơn giản dễ hiểu gì đó. Rồi. Mà cũng là một trong những cái mà Fry xem nó là cái gọi là biểu hiện của cái vô thức. Một số đặc điểm ha, vô thức không ý thức được ý nghĩa, cảm xúc, hành vi của mình. Có nghĩa là mình không có lý giải tại cái thời điểm đó, mình không có lý giải được. Mình không lý giải được. Mình sẽ thấy có một số người nó có một cái đặc điểm như thế này, họ rất là ghét quyền lực, cực kỳ ghét quyền lực. Thế mà tiếp xúc với cái người nào mà có quyền lực, có người nào có chức vụ là họ bắt đầu họ dễ nổi điên lắm, dễ bực bội lắm. Họ thường phản ứng lại, thường khó chịu và thường bỏ việc bởi những cái đối tượng này. Thì đó là cái hiện tại, cái hành vi, cái biểu hiện ở hiện tại mà mình sẽ thấy. Nhưng mà cái nguồn gốc của nó thì coi chừng nó liên quan đến cái mối quan hệ cha con, mẹ con trong cái đời sống của cái đứa trẻ đó từ lúc nhỏ. Nếu như mà đứa trẻ đó nó sống trong một gia đình mà nó chịu sự chi phối của cái yếu tố bạo lực, yếu tố bạo hành, yếu tố quyền lực á, bị chi phối bởi cái yếu tố nuôi dưỡng của ông bố và bà mẹ, thì đương nhiên đứa trẻ đó nó rất là khó chịu với lại cái quyền lực, những người có quyền lực. Và việc đứa trẻ tiếp xúc với cái
Vì thế, với cái người quản lý, cái người có quyền lực hiện tại có thể làm đánh động lại rất nhiều các cái ký ức liên quan đến cái quyền lực đã bị đàn áp trong cái thời gian đầu. Và đương nhiên đứa trẻ sẽ phản ứng gay gắt với cái người có quyền lực đó. Nhưng mà cái nguồn gốc của sự phản ứng, của sự giận dữ đó, nó không hoàn toàn đến từ cái người có quyền lực ở hiện tại, mà nó lại là liên quan đến những trải nghiệm trong quá khứ. Đó, thì cái đó chính là cái sự không ý thức được và họ không lý giải được tại sao rằng là họ lại rất là ghét quyền lực và họ mất kiểm soát đối với những người có quyền lực, họ không thích và phản ứng rất gay gắt và thường bỏ việc, bỏ hết chỗ này đến chỗ khác và không lý giải được hành vi, không kiểm soát được cái giận dữ của mình. Thứ hai là không kiểm soát và đánh giá được, không kiểm soát được và đánh giá được cái thái độ, không, cái thái độ, cái ngôn ngữ, hành vi của bản thân khi mà người ta sống trong vô thức. Cái hành vi của cái người mộng du mình thấy vào buổi tối, khi mà họ lúc đó họ hoàn toàn sống trong cái vô thức, họ có thể mở cửa bước ra khỏi nhà và đi trên mái nhà nhưng mà không bị sao hết, đang sống trong vô thức. Nhưng mà chỉ cần mình gọi họ tỉnh thức cái là họ té, là mất cân bằng là té liền. Còn nếu mà cứ để như vậy thì coi như là họ sống trong vô thức thì dường như hoàn toàn mọi thứ nó không có vấn đề gì hết. Và lúc đó họ không biết những gì đang diễn ra. Thứ ba là không dự kiến được hành động của bản thân. Và cái hành vi này nó không chủ định và diễn ra tự nhiên và đột ngột. Thì cái đó là cái đặc điểm thứ ba của cái vô thức. Như vậy, nói một cách dễ hiểu là vô thức, tức là tại cái thời điểm đó, ý nghĩ và lời nói và hành động của mình diễn ra mà mình không có ý thức được. Nhưng nó vẫn đang vận hành và nó tác động đến cái tâm trí của mình. Thì thực ra mình nghĩ nó không có nhiều, nhưng mà nếu như mà xét ở cái bệnh viện là mình đem cái cũ để mà mình kết luận cái mới, để mình nhìn nhận, mình đánh giá cái mới thì nó quá nhiều. Hầu hết những thứ mà mình tích lũy, mình tiếp nhận, lưu trữ trong ký ức và mình dùng cái cơ chế tái hiện để mà mình có thể dùng những cái cũ đó để mà mình nhìn nhận, đánh giá, phán xét, kết luận trên cái sự tiếp xúc đó, thì chẳng phải nó vẫn là vô thức sao nếu mình không thấy được, không biết được điều đó. Đó. Một số biểu hiện. Ví dụ, bản năng cũng là cái mà nó thể hiện cái sự vô thức. Sự tự vệ, bản năng và tính dục, nó được xem là cái vô thức. Rồi, mình sợ một cái điều gì đó mà mình không có rõ nguyên nhân, mình sợ nhưng mình không biết lý do tại sao mình sợ, thì nó cũng là mang yếu tố của cái biểu hiện của cái vô thức. Ngủ tự nhiên hoặc là thôi miên cũng là biểu hiện của cái vô thức. Thôi miên cũng là cái mà người ta đưa cái người đó họ trở về với lại cái vô thức, cái trạng thái vô thức. Cho nên mình thấy người ta không có kiểm soát được cái hành vi trong lúc người ta bị thôi miên. Hành động tự động hóa là một cái hành động diễn ra theo thói quen được lặp đi lặp lại một cách nhiều lần, không có sự tỉnh thức, tức là không có ý thức. Thì được gọi là hành động tự động hóa. Mình thấy một số người họ có những cái tập luyện, những cái thao tác, những cái trò xiếc, họ tung hứng rất điêu luyện đó, hoặc là họ lái xe, họ leo lên xe là tự động tất cả các phản ứng trong việc lái xe nó được diễn ra một cách rất thuần thục và rất nhẹ nhàng, và họ nó tự động một cách hoàn toàn luôn, và xử lý theo tự động đó. Như vậy mặc dầu lái xe nhưng mà nó có hai loại, một loại lái xe trong sự tỉnh thức
thấy rõ những gì đang diễn ra trên cái cơ thể và tâm trí. Có loại thứ hai là diễn ra hoàn toàn một cách tự động bởi vô thức. À, người ta gọi là hành động tự động hóa. Nó lặp đi lặp lại một cách tự động và thường xuyên, cho nên nó diễn ra một cách tự động, không cần có sự kiểm duyệt của ý thức, vẫn diễn ra một cách hiệu quả. Tiếp theo đó là trực giác linh cảm, cũng là một trong những cái biểu hiện của các cái vô thức, trực giác linh cảm. Và cái việc chuẩn bị cho một cái công việc sắp đến, chuẩn bị công việc sắp đến, chuẩn bị cho một cái vấn đề sắp diễn ra, chuẩn bị tâm thế cho một cái tình huống, cái đó nó vẫn được xem là cái biểu hiện của cái vô thức, cái tâm thế. Đó là một số biểu hiện của cái vô thức ha. Thế cái sơ đồ của Freud á, thì Freud nói rằng là hầu hết là vô thức không thôi. Cái này hôm trước mình nói rồi. Cái phần ý thức ở trên mặt nước này, cái tảng băng tâm trí của Freud á, mình thấy là cái phần những suy nghĩ mà người ta có thể nhận thức được, và những cái điều mà người ta biết được á, nó thuộc về cấp độ nhận thức. Ở trên mặt nước này chỉ có trộm rất là nhỏ này thôi. Cấp độ tiền ý thức là cái cấp độ mà những cái kiến thức được lưu trữ và những cái ký ức. Thì phần này được gọi là phần tiền ý thức. Phần này có thể tái hiện lên phần ý thức, giống như một em học sinh mà nó lấy cái kiến thức ở đại học để mà nó có thể viết trong quá trình làm bài thi. Như vậy nó được đưa từ cái tiền ý thức lên cái ý thức. Còn phần lớn còn lại là vô thức. Những cái động cơ mang tính bạo lực, những cái nỗi sợ hãi, những cái ham muốn tình dục mà nó không thể chấp nhận được, những cái ước muốn mang tính chất ích kỷ, những nhu cầu mang tính là ái kỷ ha, những cái trải nghiệm mang tính xấu hổ, vân vân, tất cả những thứ đó, những gì con người ta không chấp nhận được ở cái thực tế này mình, thì người ta đẩy vào sâu vào trong cái vô thức, và nó vẫn còn nằm nguyên trong cái vô thức đó. Và cái phần này Freud nói rằng nó chiếm rất là nhiều. Như vậy bây giờ mình tóm lại trên cái những cái mà lúc nãy giờ mình nói. Nếu như mà xét trên cái bình diện về mặt của cái tướng biết, cái biết của cái tướng biết, thì nó có hữu thức, có vô thức. Nó có hữu thức, nó có vô thức. Và cả cái hữu thức và cả cái vô thức này, thì cái tánh biết của nó sẽ nó bao trùm. Nó có sẵn, nó bao trùm rồi. Thì mình sẽ thấy nó đi từ dưới ha. Bản năng của cái vô thức, những cái vô thức mang tính bản năng, tình dục, tự vệ này kia đó, rồi trực giác linh cảm, tâm thế, giác ngủ, kỹ xảo, thói quen, ký ức, kiến thức, lưu trữ được, thích, sợ, mơ hồ, vân vân, ý thức, tự ý thức nhóm, ý thức tập thể. Đó. Thì mình sẽ thấy rằng là giữa cái bên là cái hữu thức hay là cái vô thức. Cái này nó được biểu hiện của bên ngoài của cái tướng biết. Còn cái tánh biết nó bao trùm cái này. Đó là một cái tóm tắt lại về cái ý thức hoặc là cái vô thức. Mình xem cái phần tiếp theo, đó là sự hình thành và phát triển ý thức. Một, ý thức cá nhân được hình thành thông trong cái hoạt động và thể hiện trong cái sản phẩm hoạt động của cá nhân. Theo cái trường phái của tâm lý học hoạt động á, thì họ cho rằng là ý thức và hoạt động là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái sự tiến hóa. Ý thức là cái mà nó có sự khác biệt giữa con người và con vật. Và con người họ cho rằng con người mới có ý thức, còn con vật không có ý thức. Nhưng mà điều đó không đúng. Nhiều khi con vật nó ý thức còn tốt hơn con người. Chứ đừng có nói mình nói là con vật không có ý thức. Cho nên là đứng trên cái phương diện của tâm lý học hoạt động, thì họ cho rằng là cái hoạt động là cái dẫn đến sự tiến hóa.
Và cái ý thức là cái đặc trưng của con người. À, và cái ý thức này nó được hình thành trong cái hoạt động. Và trong cái sản phẩm hoạt động của họ, nó thể hiện cái ý thức của chính họ. À. Còn sự thật thì rõ ràng là con người, con vật gì nó cũng có ý thức cái đường. Và cái hoạt động của nó đều có tồn tại của cái ý thức. Và cái sản phẩm hoạt động của nó đương nhiên nó có ảnh hưởng của cái ý thức đó. Ừ. Chứ không thể nói chỉ có con người có ý thức. Ý thức cá nhân được hình thành trong giao tiếp với người khác, với xã hội. À. Và ý thức cá nhân được hình thành bằng cái con đường tiếp thu nền văn hóa xã hội, ý thức xã hội. Thông qua cái tương tác, lĩnh hội tiếp thu cái nền văn hóa thông qua cái cơ chế nhập tâm á, nhập tâm tức là nói đó, trong cái hoạt động và giao tiếp á, thì ý thức là được hình thành. Tại vì nó là gọi là hiểu biết của hiểu biết mà. Ý thức của cá nhân được hình thành bằng con đường tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của bản thân. À, nó phát triển cái được gọi là tự ý thức. À. Đó là toàn bộ cái phần gọi là sự hình thành phát triển tâm lý ý thức. Mình chỉ nói trên cái phương diện về mặt là sự phát triển tâm lý ý thức trên phương diện cá thể, hay nói cách khác đó là sự phát triển tâm lý ý thức trên phương diện của một con người thôi. Đó là một số cái nội dung trong cái chữ thứ ba. Giờ có ai hỏi, có ai thắc mắc gì xin mời. Cô Văn Thảo nói đi. Thế thầy cho con hỏi là tại sao thầy nói là con người có ý thức nhưng mà động vật nó cũng, con vật cũng có ý thức? Con chưa hiểu lắm. Nếu mà rõ ràng bây giờ mình lấy ví dụ nè. Khi con vật mình nuôi nó, mình huấn luyện nó, đúng không? Mình cho nó, cái dù mình nuôi con chó chẳng hạn, mình cho nó cái giới hạn nó được vào những cái khu nào và nó không được vào những khu nào, và con chó nó có thể ý thức được cái điều đó và nó điều chỉnh cái hành vi của nó được vào những cái khu nó được phép và nó không vào những cái khu nó không được phép. Như vậy mình cho nó có ý thức không? Có chứ, đúng không? Cái đó là mình nói trên cái đời sống thực tế thôi. Còn bây giờ mình hỏi nè, nếu xét ra về mặt phương diện về mặt công bát thức tâm vương, thì vẫn có ý thức chứ? Thì không có. Tụng duy thức học, đúng không? Nó vẫn có chứ sao không có? Nó vẫn có đầy đủ chứ. Chỉ có điều là cái sự phát triển của nó không thể bằng con người. À. Còn thầy thấy, mình thấy, mình để mình nhiều khi mình thấy là cái con vật, nhiều khi mình nói chuyện với nó, mình tương tác với nó mà nó chuẩn, nó còn giữ giới hạn còn tốt hơn con người chứ. Con người như mình nhiều khi là còn lớn giới hạn của người khác, chứ con vật nhiều khi nó xác định giới hạn khi nó được được giáo dục và tác động. Nhiều con vật nó cũng đâu có tầm thường đâu. À, nhiều con vật mà trình độ tâm còn cao hơn con người đó, chứ không phải giỡn. À, nếu mình xét trên cái đường phương diện mà gọi là cảnh giới của nó ở, thì có thể nó thấp hơn con người. Nhưng mà cái cảnh giới của nó ở đó, cái cảnh giới của nó phải để sống á, là cái nghiệp mà nó phải trả thôi. Nhưng cái trình độ tâm của nó nhiều khi nó còn cao hơn hẳn so với một con người sinh ra trên cõi người á. Chứ đừng có tưởng con vật nó là mình nghĩ là nó không có ý thức. À, cái đó là một sai lầm á. Mình đi thì mình thấy nhiều con chó, mình thấy chó nó thông minh không, mà nó biết không, mình nói nó nghe, nó hiểu hết và nó điều chỉnh được cái hành vi của nó luôn. Vậy sao nó không có ý thức? Và có những con chó mình thấy là nó bị chi phối bởi cái bản năng rất là lớn, nhưng có những con chó nó rất là ngộ. Con chó rất là ngộ, nó sống trên rất là, nó sống rất là thật. Chỉ có điều là nó mang thân con chó thôi. À, nó cực kỳ điềm tĩnh. Mà nó không bị bấn loạn bởi những cái yếu tố khác. À, nó không bị chi phối. Nó làm việc gì nó cũng quan sát nó chú tâm nó làm. À, vậy sao nó không có ý thức được? Như trình độ tâm nó còn cao hơn con người á, đừng tưởng giỡn. À,
chỉ là cái nghiệp của nó là cái nghiệp mà của động vật, cho nên nó phải trả cái nghiệp đó thôi. Chứ còn trình độ tâm của nó, nhiều nhiều con động vật là nó cao hơn, trình độ tâm là cao hơn con người đó. Ví dụ như con nào thầy? Ví dụ như hả? Ví dụ những loài nào? Chó chẳng hạn. Nhiều lắm đó chứ. Rồi mình ít bữa mình học đến đến lúc thầy Nguyên Pháp dạy mình học mình coi thử con vật nó có xúc cảm tình cảm không. Có chứ, tôi nói con vật không có cái xúc cảm tình cảm, chỉ có con người mới có xúc cảm tình cảm. Một chiếc con vật, trời ơi, nhiều khi con vật nó có tình cảm lắm, trên đâu là mình tưởng nó có xúc cảm tình cảm cũng tốt lắm, sao là nó không có xúc cảm tình cảm đó. Cho nên nhiều khi mình đó, đứng trên một cái quan điểm của một học thuyết thì mình có thể nhìn nhận và mình kết luận theo cái học thuyết đó, nhưng mà trong thực tế thì chưa hẳn nó đúng với cái học thuyết đó đâu. Trong thực tế đời sống nhiều khi nó lại khác, cho nên là học thuyết là một học thuyết mà sự thật là một sự thật chứ. Hai cái đó nó nhiều khi nó không dính dáng nhà nhau, nó không liên quan nhau đâu, nó không có khớp với nhau được đó. Và bằng cái trải nghiệm thực tế của mình sẽ thấy được là cái nào nó phù hợp và cái nào nó đúng, cái nào nó không đúng đó. Thầy thấy con chó thầy nuôi đây mà thầy thấy nó còn ý thức cũng hơn con người ý thức hơn con người. Sáng mà thầy nó lên tới đúng cái chỗ cái phần cái cửa ban công mà thầy mở thì nó mới lên, còn nó thầy không mở là đứng dưới ngồi dưới thôi. Còn con kia thì nó lên, con kia nó bắt chấp, nó hay mà tới giờ là nó lên nó gõ cửa, nó cào cửa thôi. Còn con này không nha, ngồi đợi khi nào mở cửa mới lên. Và thầy giới hạn là vô trong nhà là không được vô, thì nó đứng ở ngoài, tao đó đứng cửa nó nhìn vô cho nó không vô. À, thầy giới hạn đó, thầy nói nó à. Đến khi trời mưa thì nó không vô nhà, mưa lớn dữ quá thì thấy nó ướt hết, thầy kêu đi về nó không vô, đứng ngoài nó ứ nó lè. Thầy ôm thầy quăng nó vô nhà, nó ở trong nhà, để trong nhà, thầy nó ở trong nhà không sao hết, không vô nhà đi, trời mưa lớn vô nhà. Khi vô nhà xong là thầy dặn là đồ của thầy để dưới là đừng có đụng tới à. Khi nào thầy cho cái nào thì lấy, thì ăn. Không thầy đồ thầy để đó không có đụng tới nghe chưa. Nó răm rắp hết mà, không lấy, mà giờ đồ ăn thầy để dưới đất luôn. Nó vẫn không ăn, nó không ăn dụng. Nó không có nên nó ăn trộm. Cho nên nhiều khi mình đừng có tưởng con vật nó không biết gì. Có đâu. Nó chỉ là cái nghiệp của nó là cái nghiệp, nó phải trả cái nghiệp đó thôi. Còn trình độ tâm của nó nhiều con á, nói nó tự ái luôn á. Thầy có một con mà thầy nói nó tự ái nó không ăn á. Thầy mới phải cho nó ăn. Thầy cho nó ăn xong cái hôm đó thầy ăn. Thầy ăn đậu hũ mà con chó này nó không thích đậu hũ. Xong cái nó không ăn. Nó ngửi xong nó tới nằm thôi. Chứ nó cũng không có giận mình, nó cũng không có phản ứng gì. Nó nằm thôi. Nó chỉ nằm thôi chứ nó không có phản ứng gì cả. Thầy mới nói bên đây mày không ăn đúng không? Không ăn tao để tao coi thử khi nào mày ăn. Mày đói mày ăn không? 3 ngày nó không ăn á. 3 ngày liên tiếp đó không ăn à, tự ái luôn á. Đừng tưởng nó không biết gì. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ là mình con người của mình là hơn, con người của mình là giỏi, nhưng mà thật ra có những điều mà rõ ràng mình thấy mình đâu có dĩ gì mình làm như con chó không, mình làm được luôn á. Thứ nhất ví dụ ha, mình đánh nó, mình đánh có què giờ nó đi thì hả, mà đến khi mình đi về nó cũng chạy ra nó mừng, nó đi cà nhắc nó vẫn ra nó mừng mình á. Nhưng nếu mà trong trường hợp mình bị quánh gãy chân vậy thì nếu mà người kia tới mình chạy ra mình mừng nói không? Hay là mình thấy là mình nổi điên rồi. Chứ đâu có mừng nữa đâu. Nhưng mà con vật đó, con chó thì nó là khác. À, rồi ví dụ ha, mình ở trong nhà của mình, nhưng mà sự xuất hiện của một đối tượng khác trong cái đường biên giới qua cái lãnh thổ của mình, còn cho nó phát hiện lập tức nó sủa liền, nó phản ứng liền, nó không chấp nhận á. Nhưng mà mình ấy, mình đâu có phát hiện gì đâu. Rồi mình thấy ví dụ như là có những cái hoạt động mà mình cần phải có dùng chó nhiều nghiệp vụ chẳng hạn, vì cái khứu giác của con chó nó rất là tốt, nó phát hiện ra heroin chứ mình có phát hiện được đâu. Nó ngửi xong mùi là tự biết nó đi ngửi chỗ nào, là nó phát hiện chính xác chỗ đó.
mình cho rằng mình giỏi hơn nó chắc gì. Cho nên thật ra có những cái mà mình sẽ thấy rằng là giữa cái học thuyết và trong cái thực tế đời sống đó, nó có cái sự chênh lệch, và bản thân mình khi mình trải nghiệm đó, thì mình mới thấy được là cái sự khác biệt của nó, sự thật nhiều khi nó không giống như những gì học thuyết trong học thuyết. Cho nên là thầy thì thầy lại thấy là không phải con vật nó không có ý thức, mà tùy theo con vật mà cái mức độ ý thức của nó ít hay nhiều, và cái tự ý thức của nó cũng có chứ không phải là không. Và vấn đề ở chỗ so với cái sự phát triển của con người thì những cái chức năng của nó về cái cấp độ nhận thức cấp cao đó, thì nó không bằng thôi, chứ nó vẫn có nhận thức bình thường, nó vẫn có ý thức bình thường, vẫn có xúc cảm tình cảm bình thường, chứ không có vấn đề, không phải không có. Mình sẽ thử mình trải nghiệm để mình sẽ thấy nó có không gì đó đấy. Dạ, cảm ơn thầy. Người nói gì đây? Ý thức nhân loại à? Còn ai thắc mắc gì nữa? Trong cái phần này thì nó không có, trong cái phần giao tiếp là cái phần để mà mình học, để mà mình hiểu hơn về chính mình, để mình có thể điều chỉnh được cái suy nghĩ và cái hành động của mình, để mình trải nghiệm thực tế trong cái đời sống, nó đem lại cái lợi ích trong cái quá trình mình sống, chứ nó cũng không có thi cử. Trong cái phần trưởng thành phát triển tâm lý ý thức cũng là một cái phần mà mình biết được cái quan điểm của cái tâm lý học hoạt động của họ về cái cách nhìn nhận về cái sự phát triển tâm lý của một con người, chứ nó cũng không phải là một cái phần quan trọng trong nhà thi. Cái phần thi và phần hôm trước thầy nói á, là cái phần hoạt động á, phần hoạt động là cái phần quan trọng. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Thì không, thì hôm nay mình sẽ nghỉ sớm ở đây. Hôm sau mình sẽ tiếp với cái phần, ủa, qua Tết chứ? Qua Tết đúng không? Theo lịch của thông báo của văn phòng học viện là ngày 17 là tân sinh mình đồng ý không? Cho nên là theo cái lịch của tiếp theo cái quy định cái thông báo của học viện thì mình sẽ bắt đầu lại, thì thầy chỉ còn làm việc 2 buổi nữa thôi, 3 buổi rồi còn 2 buổi nữa, còn vấn đề còn lại những bài sau thì thầy Nguyên Pháp sẽ hướng dẫn. Còn cái phần thi mà thi giữa kỳ thì bắt đầu từ cái phần hoạt động nhận thức trở về trước, mấy cái phần phần thầy mà thầy chú trọng ở phần quan trọng á thì mình xem những cái phần đó thôi, làm bài luận đơn giản thôi, mà về viết tự luận. Thì 2 buổi nữa, thì trong có 2 buổi còn lại đó thì thầy sẽ nói về cái hoạt động nhận thức, là cái quá trình mà mình tiếp nhận thông tin, tiếp nhận thông tin thông qua 6 cái cửa ngõ giác quan như thế nào, trong cái phần hoạt động nhận thức. Và vậy thì hẹn mọi người qua Tết ha. Rồi, xin chào tất cả quý vị ha. Không chào thầy. Bye bye. Dạ, chào thầy ạ. Học sao đọc, có thể có lúc đọc không vậy? Đọc không? Không. Tiền duy tắc mê tê. Tiền duy tắc mê tê.
出世。